Rồi, ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên. Như vậy là cho Son là đối thủ chim sẻ trong trận đấu này. Quân đánh giá là yếu hơn đội bạn, với những đơn vị quân chỉ có một con IA nghe ghê gớm thôi, còn lại toàn cùi cùi anh em ạ. Cho Son Grex xong thêm của Baby Lon này. Hà Nội chưa lạnh rồi, chắc là mai bắt đầu lạnh rồi. Mai thì không khí lạnh tăng cường, mai không khí lạnh về thì mai sẽ lạnh rồi anh em ạ. Ok. Lạnh mà, mai bắt đầu lạnh rồi mà. Thật. Rồi, như vậy là bỏ quả đấu 7 cây đơn vị thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu đầu tiên. Anh em cho xin like, nút chia sẻ video livestream anh em nhá. Hello mọi người, hello anh em. Vâng, đang có một bài đấu mà bỏ quả đầu là 7 cây cho game thủ chim sẻ một thế bài trong cánh. Chúng ta có mắt máy game thủ Anh Huy với bài đấu được cầm 7 Milan. Thế bài ở đầu cánh tới từ game thủ Anh Huy ở trong trận thiếu này. Quả đầu đang có 6 cây với Huy. Đây là mặt máy của game thủ Gunny. Một thế bài ở đầu cánh còn lại với một con Yamato. Có mỗi Yamato để có thể thi đấu với đội bạn ở đời 4 thì chúng ta lại bị ra đầu cánh đây rồi. Quan trọng là chiến thuật chúng ta sẽ như thế nào với một thế quân xấu như thế này. Cả Baby cả IA đều ra đầu cánh em ạ. Sắp xếp rất là xấu thành cho các em chúng ta ở trong trận đấu đầu tiên này. Khi đối đầu với Thiên Khôi Sport với một bộ khung đang có được Pan Mark rồi lại còn AC thêm con chỉ trắng Summer nữa. Cày ghê. Quân bạn đẹp đấy anh em ạ. Bấy hiệu đầu đã có đấy, cái thủ gắn đi đây rồi. Một bài đấu đang có hiệu đầu là bốn con ở sát với cánh rừng này cho anh. Chúng ta sẽ đến với mặt máy của anh thủ sương tử với một thế bài như thế này. Hello hello mọi người nha, hello anh em. Một bài cầm Grex tụt sâu trong này thì bây giờ đánh y thủ nghe là chối quá. Quân xấu nhờ. Bài có voi đi rồi. Chúng ta sẽ đến với mặt máy của game thủ chim sẻ đi. Con voi đầu tiên đưa về. Vâng, và đến với trận đấu đầu tiên ở trong buổi tối ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Omino. Một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio để phát triển cộng đồng Việt Nam. Nhà chợ Omino chúng tôi là một đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào đang muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm tới từ nhà chợ Omino thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline trên màn hình. Đó là 0 39 694 2122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng studio. Anh em có thể liên hệ qua số điện thoại online để trở thành đại lý của nhà chợ Omino anh em nhé. Ở trên đây thì đang có anh Trung Ba đây, một đại lý của nhà chợ Omino đây rồi. Anh em nào muốn liên hệ thì có thể liên hệ qua anh Trung Ba luôn. Như vậy là voi đang đưa về bài, nhất là 3 voi, 4 voi đến từ thủ chim sẻ trận đấu này. Có thêm 7 hiêu nữa đây rồi. Một bài cho Son thôi thì đây chắc sẽ là một bài đấu mà dâng lên tới từ game thủ chim sẻ thôi, chứ mình nghĩ là không có một bài đánh chắc nhà đến từ game thủ chim sẻ đâu anh em ạ. Rồi, S đầu được thiết kế ở giữa hai cánh rừng đánh cho bài đấu này. Tiếng bình luận nhỏ em Tránh Nguyễn Tùng Khánh nhá, Tránh Huy Lê nhá. Đây có thêm quả phụ nữa. Nói chung đây là bài đấu cho Son rất là mong minh dành cho game thủ chim sẻ đây rồi. Tránh đi công hồ nhá. Mic nhỏ quá. Ok, em sẽ bình luận to một chút nha anh em. Và đang có một bài thắc mắc xem sự tự đánh y hay không. Và như vậy đánh y thấy bảo là không ổn. Bài này thì sẽ khó, không thể có một cái thế đẹp để đánh chắc nhà được ấy. Hay là tất cả dâng lên cháy trận đầu đi. Yeah. Anh Gunny đánh A à? Ừ, thế anh đánh A đi. Sẻ dâng cho Gunny rồi. Nguyên cung ở thế thì thứ dâng cho Gunny. Rồi, như vậy là con voi thứ 3 đưa về đây rồi. À xin lỗi, con voi thứ 4. Rồi, như vậy là Gunny lại đánh chém rồi. Chúng ta chỉ có một cung duy nhất là huy sức thôi. Ok nha anh em. Bạn Hải ơi, vợ Dung của tớ bảo là chưa nghe thấy gì à. Hóa ra vợ bạn cũng điếc nốt à. Anh em cho xin like, nút chia sẻ video livestream nhá. Hello mọi người, hello anh em. À, Khánh Ly thì hôm nay cuối tuần thì Ly phải đi tìm người yêu chứ anh. Giờ lại hỏi Khánh Ly đâu này, khoai. BB là thiết kế để có thể kê vàng lên chim sẻ rồi, bắt đầu cắt dân đi dâng. Đấy, chắc chắn theo bài đấu dâng cho game thủ Anh Huy đánh cung đồng cành. Và anh cũng xem sát thương của game thủ chúng ta trong trận đấu này như thế nào. Bên kia liệu rằng có ai đó không lên đời hay không. Một bài 25 dân dâng L. Ban 11%, xăm 10%, tức là bài đồ bạn khá là xấu anh em ạ. Max C đầu cánh bài đẹp. Đây sẽ là nhà BL tới game thủ chim sẻ, bài 25 dân. Ở BL. Đây là BM. BL, BM thiết kế anh em ạ. Rồi, công giáp cho ngựa giò thôi, và anh cũng xem đầu cánh vi sức sẽ là ai đây. Gunny thì gần Maxi đúng không anh?
Đây, giò đây, đi đây rồi. Ban 17 dân rồi. Xuân Thứ không đánh đi thần đâu anh ơi, Xuân Thứ đi dâng rồi ạ. Đây là con giò của thủ chim sẻ và tay cùng xem đầu cánh của Wilson sẽ là game thủ nào bên phía bạn đây. Giò đang đẩy ngược về 6 giờ. Một bài đấu mà yêu voi quả phụ các kiểu đà điểu từ thủ chim sẻ. Chưa thấy ai. Đây rồi, như vậy là màu 8 nhá. Gặp ngay một Summerian. Đến sớm cho gặp Summer anh em bạn, đây có màu quả phụ nữa đây này. Chưa biết đánh gì luôn. Và chắc đánh cung rồi. Cháy vũ gặp mạnh nhá, chào anh em. Bắt đầu xiên vào dân Summer, ăn được một dân đội bạn và khả năng sẽ làm được 3 dân đối phương với con giò công giáp này. Còn thêm một màu quả phụ nữa để ăn hoàng đến thủ chim sẻ. Và đội bạn đã bò nhỏ con dân kia rồi. Zapper không biết là gặp ai. Đây là màu 8 bên phía đối phương. Chào anh Nguyễn Đình Tú nhá. Và như vậy là Summer đánh chém ở trận đấu này. Bây giờ mới có giò thôi. Bài lên khá muộn đến từ game thủ Michael Tý. 2L bánh xe dành cho thủ chim sẻ ở trận đấu đầu tiên. Và đây là mặt máy của game thủ Xuân Thứ ở cánh bên này. Xuân Thứ là bài đấu dâng ở bên trong và đang có giò đẩy đi rồi. Chưa gặp ai đến thủ Xuân Thứ. Gunny thì sẽ gặp Maxe đầu cánh và đang có tham lai là 25/32. Nếu như mà hạ gục có Maxe này thì rất là ngọt, nhưng mà bài Maxe lên sớm. Gunny là một khung nhà pan trong cánh, như vậy là AC ở cánh bên kia đấy. Đội bạn đánh 3 chém 1 cung hết nhá. Cái khoanh ruộng anh vẫn hở này, vẫn hở khá nhiều đây. Đây là máy của game thủ Xuân Thứ. Xuân Thứ báo về bài pan này yếu, vừa mới hóa đời thôi. Chơi đây. Và tham lai là 25 đến từ game thủ Xuân Thứ với bài dâng 2L của mình đây rồi. Chúng ta quay trở lại mặt máy game thủ chim sẻ. Và sẻ đang ăn dân của cầm Summer đây rồi. Và ba trong bên này rồi nhá. Ba trong sẻ. Em chào cái quần tôi đâu nhá. 2L vắt đều tới từ bài đấu này. Chào anh Nguyễn Viết Long ạ. Đang tìm dân Summer của thủ Mai Công Tý. Huy sẽ chơi lại màu 8 thôi. Sẻ sẽ vào bên trong để tìm nhà tiếp theo. Khi mà màu 8 cũng đã bị chim nhà đang chơi khá là yếu ở đây rồi. Những tình huống về e để có thể giữ dân đấy từ game thủ chim sẻ và bò nốt mỏ vàng mỏ gỗ của mình. Đây, chấm thêm mấy cái e nữa là kín rồi. Ok, kín vàng kín gỗ. Trong cánh này sẽ là AC. Và đây là bài AC màu 5 của 21 Bắc Ninh. Một bài cầm cho son 2L. Ui, không lọt được vào anh em ạ. Cay thế. Dân vừa rồi mà lọt vào thì ngon luôn. AC là bạn sẽ yếu đi một chút. Thêm một chiếc ruộng nữa thì chim sẻ và kéo dân gian hoàng giữa mát thôi. Đây là khung giờ cầm AC bên phía đối phương. Một bài đánh 4A dành cho 21 Bắc Ninh. Đây là máy của Xuân Thứ. Xuân Thứ tham lai là 30. Đi pan. Chưa đủ quân để vào năm đâu. Sẻ mặc dù đang có gần 10 con chém nhưng chưa đủ. Vàng không hở đâu anh em ơi, nhìn thế thôi nhưng mà vàng của sẻ kín rồi. Bài pan có thủ P ở trong nhá. Tham lai là 29 tới từ game thủ Xuân Thứ ở trận đấu này và đang dình dình một tình huống đâm đi. Sẽ là một chiếc nhà BI đến từ Xuân Thứ để đâm vào pan của game thủ Tiểu Man Thầu. Đây là máy của game thủ chim sẻ đã bắt đầu vào màu 5. Ui, sẻ đi luôn AC đội bạn rồi. Thứ có quay sang đây tí không? Vâng, pan đang vào tìm chim sẻ nắm motor khá đau. Bài pan dành cho game thủ Tiểu Man Thầu và quản chim sẻ. Gunny có giải quyết được con Maxe không nhở? Đây là máy của Gunny. Rồi, Maxe chết chục dân luôn. Nhưng mà Gunny cũng đang phải chạy dần mình khi mà anh cũng đang có bánh xe. Anh có bánh xe lên anh. Ở đây có bánh xe ở đây. Và Thứ đang gọi sẻ vào năm kìa. Vào năm đấy. Và đây là thủ chim sẻ bắt đầu vào màu năm cùng với game thủ Xuân Thứ ở trong trận đấu này. Cần gì? Lùng rồi à? Và như vậy Xuân Thứ lùng luôn rồi. Ừ, lùng, năm rồi, sẻ vào năm đi sẻ ơi. Lùng cái này. Vâng, phá về thứ 21 nhưng không thành công. Và Xuân Thứ đang vào với 5 con chém ở đây. Chim sẻ đang chém mặt trước và Thứ sẽ chém mặt sau. Đã lủng nhà người cầm AC về phía bạn. Và cần có sự có mặt của những con chém trong tay chim sẻ đang ở đây ngay và luôn. Và đang ăn dân với bạn bên trong. Đến từ Xuân Thứ vẫn có y đâm bài pan bên phía bạn nữa. Rất là nhiều thao tác dành cho một bài Greg đi dâng như thế này. Và đây là những nông dân kiểm mà xin lỗi của cái thủ 21 Bắc Ninh. Đây rồi, ba chém cung luôn, chém cung luôn. Và đây là cái thủ chim sẻ 5-6 con chém, 10 con chém cơ. Thứ đang có 4 con ở đó. Vâng, đây là những con nông dân tuyển vào thầu, thầu bay luôn đấy. Này Huy có phải chuyển nào anh em? Thầu bay, à thứ, à 21 bay rồi này. Ban bị đâm y yếu. Tham lai đơn số là 30 dành cho game thủ chim sẻ. Tham lai cân thôi, gắn đi bình thường. Gắn đi tham lai đơn số là 25 vào đây. Những con nông dân cuối cùng người cầm Maxim với bạn nhưng đang có tiếng bò. Không vào được cái góc này rồi. Làm nào để công được cái góc này, cái mỏ quả người cầm Maxim ở đây. Gắn đi bị đâm y và chắc là Huy sẽ phải chuyển A trận đấu này đấy. Thì là chú ý sửa đi. Vâng, Pan đang bắt đầu vào nhà Huy sứt nên là Huy chưa đi bắn được người cầm màu 8 bên bạn. Huy tham lai là 45 thôi và phải chuyển A trận đấu này. Nói chung là AC bên phiên bạn đã yếu rồi.
Thì hãy cùng xem là chúng ta liệu rằng có làm được một chiến thắng ở trận đấu này hay không. Và Mò Nam đã bỏ nhà đi bắn Huy này. Mò Nam bỏ nhà bắn Huy. Đây là một tên cung đỡ của Asirian, gọi đồng đội về cứu cũng sẻ về cứu Huy tơ đông. Đây là cái thủ chia sẻ với timeline là 38 đang quay lại bóng 8 phía các bạn. Thấy rồi. Bắt đầu đi vào đến từ thủ chia sẻ với hốc này của cầu bóng 8 có cả ruộng và có cả vàng bên trong. Cái hốc khá là đẹp đến từ game thủ Mai Cổ Tí. Bên trên. Huy đang xin vàng, sẻ có vàng bơm Huy không? Vâng, Xuân Thứ sẽ là người bơm. Đây là mặt máy game thủ Xuân Thứ với timeline 18. Chúng ta đã đánh bay được chủ lực của bạn là rất chuẩn rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là cần phải thủ được nhà cho Huy để Huy chuyển tung A hai áo và thậm chí có lên 4 từ đó. Gandhi đã đánh yếu được người cầm Maxe rồi. Đây, có ba trong gỗ, ok, có gỗ các bạn luôn. Rồi, chém được tân dân vàng của cầm Maxe bên phía đối phương. Đây là máy của anh thủ anh Huy. Huy tham lai đợt số là 56 và bây giờ màu 8 đã khá đông rồi. Nhưng nếu như Huy chuyển được tung A thì nó sẽ dễ thở hơn trong những tình huống đối đầu với lạc đà của đội bạn. Khi mà AC đã bay và đồng đội sẽ cần phải quản xem 21 hồi ở đâu. 100 vàng nữa, màu 2 anh em ơi. Và Huy bắt đầu bung lan vàng đây rồi, đồng đội bắt đầu bơm rất nhiều đồ cho anh thủ anh Huy, cả thịt cả vàng. Tầm này thì đã gỗ 2 BC và lên cả bản đồ nữa. Tầm này Huy tự thủ rồi, màu 8 ra bắt nó đi, bắt dần lạc đà màu 8 đi. Và đây màu 8 đây, xẻ đi quản màu 5 thôi. Màu 5 thông tin báo về đã bắt đầu về nhà hồi rồi, Huy tăng ngang bên ngoài. Nâng cái giáp 4 lên em, chuẩn rồi. Lên giáp 4 nâng bản đồ luôn. Bản đồ. Vâng, đang bò lại nhà của mình tới từ cái thủ anh Huy khi mà Pan nó đang lượn lờ quanh nhà. Cung A bắt đầu nở ra dành cho Huy sứt đây rồi. Màu 5 đang cố gắng để hồi lại ở nhà chính của mình. Đúng ở mặt dưới này đi, nó chuẩn bị vào mặt dưới đấy. Nó vào kìa. Tham lai anh Huy đầu số là 70 ở trận đấu này rồi. Những con cung A và những đơn vị cung R của Babylon thôi. Chưa có một tình huống nâng cấp bản đồ tới cái thủ của anh Huy. Huy chủ lực ở trận đấu này. Bên kia thì 21 đã yếu ngay từ đầu rồi. Em chào anh Tạ Khoa nhá. Bây giờ thì màu 5 sẽ bắt đầu hồi lại anh em nhá. Chưa. Đây là 6 vào bây giờ. Nói chung là anh nghĩ là em không đi quân được rồi. Tầm này em chỉ có ngồi lên 4 thôi. Chứ không đẩy được quân rồi. Và đây là máy của game thủ Gunny với những con chém của Yamato và Thumbline đang xuống 18. Đang đối đầu với Maxe mà có mấy con Y rất là khó chịu rồi. Quýt cam. Và đây là máy của Xuân Thứ với Thumbline 16 thôi. Màu 6 có ruộng, có P. Huy nói chung là cũng không đẩy quân đi bắn được. Màu 5 thì đã đủ quân để có thể kê nhà rồi. Thế trận này vẫn khoai đấy anh em ạ. Sẻ bên này Thumbline là 8 thôi. Những tay chém ta đã bắt đầu mất tham và chỉ còn Huy sứt. Là một thế bài to khỏe. Đứng nhà. Màu 5 46 dân. Huy thì ta to hơn màu 5 rồi. Quan trọng là Huy có cơ cấu để có một bài đấu lên 4 dành cho Babylon này hay không thôi. Và nếu được thì nên tụ cung hay là cầm cung đường hay cái gì đó đẩy cái hốc màu 8 được thì ngon. Nhưng mà mình nghĩ là không đẩy được. Bấy nhiêu quân của Huy thì mình nghĩ là không đẩy được anh em ạ. Đốt L nó đi em, đốt L màu 8 đi. Cái bên L ngay cạnh nhà này. Nó đỡ ngoáy đi. Vâng, đang vít châu cung A đây anh Huy. Đây là đà màu 8 nó vào kìa. Thêm ruộng nữa. Màu 5 vẫn chưa đi công. Và đội bạn cũng đang đứng nhà để hồi lại. Em chào anh Đoàn Trọng Hiệp nhá. Kìa, bắn đi kìa. Màu 8 đang chém cả cung A Huy sứt mà dù cung A giáp 4. Bắn thôi. Và màu 5 ốp cùng luôn. Đội bạn quyết định đi ốp. Huy vừa vít một tấn cung. Và bây giờ thì cung R đang giật về đây rồi. Ta sẽ đưa cung A xuống dưới dốc để đấu quân đội bạn ở trong tình huống này. Gandhi đang xìm chầm gỗ, trái Luân Nguyễn nhá. Ai vào 5 đi kìa, 5 nó đi rồi, đi hết rồi. Và đây cung A của ví dụ anh Huy. Lạc đà màu 6 và lạc đà màu 8 đang lao vào đây, nó có khoanh ruộng ngay cạnh nhà Huy sứt này. Đây là lạc đà bên phía đội bạn. Cung G AC đang có mặt ở đây nữa. Đối với Hương đang cố gắng đảo, màu 5 đi thực ra cũng không quá nhiều đâu. Cái tân quân ở dưới này của Huy có giật lại không? Pha về đưa anh Huy. Tham lai của em đang ở số là 73 trận đấu này. Lạc đà và cung R AC. Những con lạc đà đảo của đội bạn đã nằm xuống khá nhiều rồi. Vấn đề bây giờ là vẫn còn lạc đà đang mài bên sau, à bên dưới này nữa. Chú ý bắt được ở bên ngoài đi. Thủ được đấy, vẫn thủ được đấy. Và đội bạn đi một nửa tơn thôi, không đi nhiều. Tôi thấy là màu 5 đi không nhiều quân. Và thế trận đang khá là khoai của chúng ta rồi. Tạm lại Huy chỉ là 5x và tỷ số sẽ là 1-0 dành cho game thủ tới từ Thiên Khôi Sport trong buổi tối ngày hôm nay. Chờ đợi với trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi. 1-0 dành cho game thủ tới từ Thiên Khôi Sport. Mặc dù bài pan của bạn không đột biến nhưng với cái chất quân như thế này thì rất khó thì anh Huy. Chúng ta cũng đã đánh bay được màu 5 một tơn rồi đấy anh em. Đó, cũng không được anh em ạ. Huy không bắn được màu 8 đầu cánh của mình. Màu 8 vẫn có rất nhiều lạc đà để áp lực anh Huy. Rẻ thì bắt buộc phải bỏ màu 8 để vào chơi màu 5 chứ không thì màu 5 đẩy ra đấy cũng chết. Bắt buộc phải bỏ màu 8. Chúng ta cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ hai thôi. Quân xấu hơn thôi nhưng mà đánh vậy mình nghĩ cũng là ok rồi anh em ạ. Chúng ta chờ đợi với trận đấu tiếp theo sau đây nha. 1-0 đội bạn test tay trận đầu anh em.
Bạn sẽ đến với trận đấu này. Đây sẽ là trận thi đấu thứ hai buổi tối ngày hôm nay, và Summerian hôm nay đối thủ anh Huy một thế bài đầu cánh. Góc 3 giờ cũng là một cái vị trí mà hoàn toàn có thể ẩn chứa một đối thủ ở trong đó. Thì lát nữa ai có xe giò thảm đấy cũng được. Nói chung là nó một cái góc rất là bé thôi. Đấy, check lại cũng ok anh em ạ. Làm vòng đi dò trong bài đấu này, và đây là một chiếc nhà BG để có thể khai thác một quả của mình. Chúng ta có mặt máy của game thủ chim sẻ với một bài đấu được cầm Babylon ở trong cánh với một quả đầu 6 cây. Thua trận đầu chứ làm gì có thua xe đầu anh. Đây là bài đấu được cầm Roman của game thủ Gunny. Quả 7 vàng cạnh quả luôn đầu cánh. Đây rồi, thế sắp xếp rất là mắc binh rồi. Zapper được cầm chủ lực trong cánh với quả đầu 7 cây. Assyrian dừng thông nên đã xanh vượt gỗ đầu siêu gần. Tránh thức nguyện nhá. Nhìn qua đã thấy bài mắc binh đúng không bạn? Mark của Mark rồi, bài này chịu nào được. Và bên kia hãy nhớ là có con Mark C đấy nhá. Thầu nó cầm y nó dùi là cũng mệt phết đấy. Chào chị Thu Hip nhá. Rồi hai rừng luôn đến Zapper rồi. Với cái thế trận như thế này thì sẻ cũng có thể lựa chọn là một bài đánh đi dâng A. Cũng có thể là đi dâng A với con Babylon đấy để bắn con Mark C sớm ấy anh em. Tránh Trần Vương ạ. Còn tùy nữa, ví dụ như mà anh em lại gặp Max C đầu cánh thì thôi khỏi dâng luôn. Chúng ta có thể đánh chủ lực chuyển A. Đó. Nhiều cách đánh. Hoặc là AC này thì tụ đông vào vẫn có thể rỉa được những đơn vị Y của Max C. Bài Xuân Thứ thì đã có ít nhất là một vòi, bài Hiều là hai vòi rồi. Nhìn qua cái nước dưa này ngay từ đầu là một bài đấu AC sẽ phát là mắc binh anh em ạ. Nó sẽ là mắc của Max. Mở mắt ra các bạn thấy quả 7 gỗ đầu siêu gần đến đây sẽ mượt hai rừng bo hai bên. Không thể nào là bài xấu được, đúng không ạ? Không nhận được thông báo dạo này Facebook nó bị lỗi, anh em follow lại kênh của Chim Sẻ Nắng anh em nhá. Có nhiều anh em vào xem và báo là không nhận được thông báo khi mà sẻ livestream á. Facebook nó mới cập nhật cái gì ấy. Thôi chúng ta sẽ đến với màn máy của cái cụ Chim Sẻ, bầy hiệu đầu đưa về và ta cùng xem sẻ đánh gì và Vi đánh gì ở cánh này. Với một thế bài mà Summer và AC, Summer và Babylon cùng một cánh, cái bên kia sẽ là một Roman và một AC. Em chào anh Nguyễn nhá. Em thử đánh cũng mắc binh cho anh xem nào, và chắc chắn là mắc binh cho anh Nguyễn. Nhầm. Và như vậy là bài mắc binh Xuân Thứ rồi, sẽ đang có xe giò đẩy đi. Một lát nữa con xe giò này sau khi đủ đồ ăn thì có thể thả vào trong góc 3 giờ. Check cái xem có kẹp xăm hay không. Và như vậy Huy đã thả rồi nên sẽ không phải thả nữa. Có thêm voi, bài một voi, một heal, một quả phụ. Thiếu tí đồ. Đánh cho bài Babylon này mẫu 7, đó là IA Quyết Cam. Đầu cánh của Gunny. Như vậy là có một Yamato ở cái bên kia rồi. Đội bạn có thể đánh thế 3 chém một cung với IA Mark Greg. Bởi vì con IA đã ra đầu cánh rồi thì sẽ không có cung A của Yamato. Căng đét bây giờ thì có thêm cung A của Mark C thôi. Nên là chúng ta hãy cùng chờ. Thắng trận này tặng Hải 300k. Ok anh Hoa Bỉ Ngạn đây. Tết có về Ba Vì ăn Tết không Hải? Dạ có anh. Thế bảo là giải sắp tới loằng ngoằng đánh cả Tết thôi, không chưa chốt. Đánh cả Tết thì em cũng vẫn phải về thôi. Dù gì thì gì, đi đâu làm hay là ở đâu thì Tết nhất vẫn phải về quê thôi anh em ạ. Quê hương là trùng khế ngọt rồi. Không thể bỏ được. Tránh An Kenvin nhá. Ồ, lâu lắm mới thấy anh dài vào xem này. Xe giò nó đẩy đi tìm thêm đồ đấy, chim sẻ bài thiếu một đồ thôi. Voi đã về, hươu đã về. Ở đây có thêm bầy hươu bên dưới này đủ đồ. Hai hươu hay quả một voi. Với một bài Babylon như thế này thì mình nghĩ là sẻ vẫn sẽ đánh cung để có thể đi cùng với đó chính là game thủ anh Huy. Đây là máy của game thủ anh Huy. Bài Huy thấy bảo cũng được rồi, có xe giò để 3 giờ thì không có kẹp xăm rồi. Hiện tại cũng xem đầu cái này sẽ là game thủ nào bên phía đối bạn. Huy mới chỉ có một bầy hươu đầu thôi. Hai bầy hươu đấy anh Huy. Bài xấu. Tránh sầu vô lệ nhá. Tránh dỗi Chelsea ạ. 30 của anh tất niên á. Ui trời ơi. Bây giờ lên anh ăn tất niên ở tận Tản Lĩnh thì làm sao mà em về được. Mà 30 thì anh biết là anh em họ hàng em cũng tất niên nhiều mà anh. Khoai quá. Thôi hẹn anh dịp khác. Tránh quyết chọc nhá. Bây giờ anh hẹn 30 Tết đi tất niên ở tận Tản Lĩnh thì khó. Anh em cứ liên hệ vào số điện thoại mà mình đã đọc cho anh em đấy. Số điện thoại 0396942122 để có thể liên hệ trở thành đại lý của nhà chợ Omino nhá anh em. Và đến với trận đấu này thì chúng tôi vẫn không quên giới thiệu các bạn về nhà chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Nhà chợ Omino chúng tôi là một đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của nhà chợ Omino thì các bạn có thể liên hệ qua số hotline 0396942122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Em cảm ơn anh cái quần tôi đâu đã gửi tặng sẻ 33 sao nhá. Ok, anh Phan Nguyễn Duy Anh ơi, anh check tin nhắn chờ nhá. Bài Huy sức xấu lắm đấy. Bài đang đi đục lô chưa thấy gì. Thế anh qua nhà em này. Chào anh
Ngọc HD em còn anh ơi. Đây là BB đối thủ chim sẻ đây rồi. Phải công nhận là những ai tên Hải đều có tài à. Em thì mã văn tài rồi anh. Em tài gì? 10 5x. Với cái bài đấu này thôi, tôi nghĩ là cái này chúng ta màu 5 dâng L, màu 5 dâng L. Màu 5 là Greg thì đầu cánh có thể là một mã C và một phô. Em chào anh Điệp Chu Bin nhá, cảm ơn anh đã ủng hộ em. Đây là máy của game thủ sân thứ à, của Gunny đi. Cái bên này lên hơi muộn em lại xem bên này. Vâng, sao lại sớm thế nhở? Có giò 1-7 rồi, rồi mất giò luôn nhá. Không mất dần nào đúng không? À, mất một dần. Từ Gunny và bắt được con giò 1-7 của Capquid. Capquid có giò sớm đấy, bài lên sớm thật đấy. Ôi, bo nhỏ mỏ vàng đấy từ Gunny thôi. Ok, cháu không được khóc nha, hello em. Đấy, 23 dân lên sớm hơn Gunny. Trận đấu này Gunny đánh 25 dân. Lấy ví dụ một trận 44 map biển thì nhanh hay lâu anh Hải ơi? Chắc chắn là lâu bạn ơi. Nếu như đánh 44 map biển thì nó sẽ rất là lâu. Lên đời rồi ấy nhá. Em bo nhỏ đi cụ ơi. Tạm lại là số là 24 thì Gunny và đang bo nhỏ cơ sở mình và chắc là phải thủ phủ ở thềm đầu thôi. Cái bên kia có Greg rồi. Đây là những cơ sở ăn hoang cơ 17 video bạn. Sẻ đã bắt đầu bị ai chơi rồi. Đây là chim sẻ với tham lai là số là 27 nâng cấp bánh xe 3A. Và tham lai là 28 đấy thủ chim sẻ. Chưa thấy màu 6 đâu. Và màu 6 vào rồi, tôi đi sang sẻ phải chuyển A rồi. Rồi đánh thẳng A đấy nhá. Không cung được đâu Huy ạ. Đây là máy của game thủ Xuân Thứ. Xuân Thứ tham lai là số 32. Màu 6 đã nhìn thấy Xuân Thứ rồi và Xuân Thứ đang bo nhỏ những cơ sở của mình. 4A. Một bài đấu mà Gunny sẽ hơi thọt so với màu 7 Quick Cam ở đầu cánh của mình. Ô cái cánh bên kia, cánh này sẽ là Magia. Magia, Magia. Gunny sẽ vào chăn Maxe luôn. Đây là máy của game thủ Gunny. Đứa sẻ vàng đây rồi. Đã có phù lên Gunny rồi và Maxe chắc là sẽ xách chém lại để chém phù Gunny thôi. Nên nếu được thì nên bo phù. Và như vậy là đã nhìn thấy Y đội bạn rồi, 2Y này. 2Y trước cửa này luôn nhá. Đang dỉa Y. Và đây nhưng con Y Maxe. Sẻ đang xin thịt để sóc quân. Đây 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 đây. Vừa bỏ gỗ 2 đến Xuân Thứ. Màu 7 cũng đang vào nhà Xuân Thứ đây rồi. Đó chính là những con chém của Yamato. Úi dồi ôi, 2Y siêu đều nha. Ít nhất là 4 con rồi đấy. Gunny vào chăn màu 6 luôn. 4 con Y đang lao vào nhà Xuân Thứ nhưng cũng RAC ngay từ đầu. Như nào nói anh em thì con AC này có thể diệt được Y Max C. Nó phải bắt con chém màu 7 đã. À, bắt con chém và bắt con gò màu 7 đã. Quân nào. Có cơ cấu gì ạ? Gunny sẽ vào quản luôn Max C phía đối bạn. Màu 7 vào đây tất tay nhá. Chú ý ruộng bạn ơi, ruộng chính, ruộng chính. Ờ, chốt đây rồi. Tham lai là số là 50 đến từ game thủ Xuân Thứ. Và đang khá là vất vả khi mà bị màu 7 và màu 6 đâm y cũng như là chém của Yamato vào ruộng chính bạn ơi. Ở đây máy Gunny phải giải quyết nhanh màu 7 với cả màu 6 đi thôi. Nâng cấp bánh xe. Và như vậy là chim sẻ bắt đầu bị đẩy. Sẻ cung A đang là hai áo rồi, đang bị cả màu 5 và màu 8 vào. Sang đây sang nhà chính đi bạn ơi, sang nhà chính bạn ơi. Đấy, nhưng mà chém rồi bạn, ui đông chém thế. Rất đông quân bên phía đối phương. Tham đang cân thôi nhưng mà về thế trận cơ bản là đội bạn đang rất là khỏe và cực kỳ vũ bão. Gunny đang quản bộ 7, xẻ lấy thịt. Nhưng bị ốp A rồi. Bộ 7 cũng đang lao vào đây để chém luôn những con cung cờ Xuân Thứ nữa. Rất đông quân bên phía đối bạn. Một thế trận cực kỳ vũ bão dành cho Thiên Côi Sport trong buổi tối ngày hôm nay. Và đây là máy của thủ anh Huy. Anh Huy tham gia được số 35 bắt đầu vào phô bên phía đối bạn rồi. Đây là bài phô của game thủ Michael Tý. Và Gunny đã chơi được cả màu 7 rồi. Tham lai là 32 đấy Gunny, một bài cầm Roman đầu cánh. Nhưng sẻ đã resize tỷ số là 2-0 rồi bạn ở trong buổi tối ngày hôm nay. Khó. Vũ bão quá. Một thế bài vũ bão thì đội bạn vẫn đánh cùng trận đấu với trận đấu tiếp theo sau đây rồi. Xúc, hai chém tuyển, hai cung tuyển, một cung chỉ trắng, một cung ép đời. Trời ơi, sắp xếp lại còn mát ca la bèo. Hai cung trong cánh, hai chém đầu cánh. Thua kiểu gì? Ôi, làm bóng giò như bài đấu này. Em có luôn anh ơi, có gì anh cứ inbox với em. Đội pháo này gặp em, dậy đẩy hết rồi.
À, có hai loại anh ạ, 290 và 450. Bạn đấy thôi, đang anh đang hiểu. Tôi sắp mở tạp hóa rồi. Vâng, như vậy là từ nhá. Chết tôi rồi. Xong hàn voi, biết ngay. Gió quả đây. Gió quả đây là pha gió quả giống hết em Hưởng đây rồi. Tôi đang thấy hình ảnh của em Hưởng trên khuôn mặt của Gandhi trong buổi tối ngày hôm nay. Ok, mình hả? Thắng trận này làm 50k đúng không anh? Ok anh, giúp vậy. Gandhi với Hưởng kiểu gió quả giống hết nhau. Thằng Hưởng thế. Cứ chạy quanh bản đồ xong thì lại có một cái chấm đen ở cạnh nhà. Anh trò rất giống Hưởng. Đây là cái thủ chim trẻ với bài đang có con Egypt hiệu voi đây rồi. Khá đẹp. Bài vi sinh báo về thiếu đôi voi nữa. Mắc binh khi mà hiệu đầu quả phụ đã có. Gắn đi sẽ chậm 2 dân. Dân rưỡi. Nhìn dân rưỡi. Về luôn em ơi. Riêng bài Maxi không thể đi dò thì cứ bỏ qua hàng nữa thôi. Xem dừng thú ở đâu rồi. Cánh này đi cùng với xe đẩy ra rồi thì bài của xe cũng đã có sẵn voi hiệu thì mình nghĩ là cánh này là cánh công tổng lực rồi. Cái này cánh rất là đẹp rồi. Bên kia có từng bị chém anh em ạ. Chắc là sẽ có một Kata, chắc là chắc nhà với các bạn đấy. Thì Vi Sức thích thì chơi cả Y cũng được. Mình nghĩ với cái bài đẹp như thế này thì thời điểm đầu Vi Sức sẽ là bài 2L. Đã là ngàn bạn luôn rồi anh em. Anh em nghĩ sao về bài đấu này? Ok, Nguyễn Xuân Bảo ơi. Y à? Y thì... cũng được thôi. Và như vậy là theo thông tin nhận được từ chính trận đấu đó là ra y đầu cánh là có chịu hết. Thực ra là cũng đó là sự khác biệt của game thủ rồi ạ. Đó mình có nhiều đánh trên gặp play nhiều chém với anh em thì cứ 2L ra là anh em đã dãy đẩy hết lên rồi. Ôi cầm chém ở đầu cánh với kin với cầm Max C với kiểu bài như Uy Sứt này thì toàn kin 6 x đổ lên được chưa? Chém 3 thằng. Dãy hết. Thật. Toàn vì, tại vì đánh với mấy anh em toàn kích 11, 12 này. Mình cầm cái bài mác này kiểu gì ở kích 10. Là đội bạn đã dãy hết lên rồi. Và Gandhi báo về bài cũng đã bắt binh rồi. Ok, hai anh em thứ và Gandhi sẽ đi cùng nhau. Cái bên này thì Sẻ và Huy sẽ kết hợp cùng với nhau đây rồi. Và chất quân chúng ta là những người bạn rất là nhiều, cái bên kia là từ khi chém rồi. Và chúng ta cũng sẽ dễ chơi và Huy sẽ đang tự tạo cho mình cái hốc nho nhỏ sắp mấy bản đồ với hai cái rừng. Thật mà anh em, ông trưởng anh em không tin em à. Anh em lại bảo Hải Baru đầu cánh toàn chém mắt xa này. À, phần mềm quay phát thì anh có thể dùng phần mềm Radmin 3.5 anh ạ. 3.5.2. Đó, phần mềm mà bọn em đang dùng để quay phát. Chúng ta sẽ đến với mặt máy của game thủ Gandhi để xem cái bài bắc binh của anh như thế nào. Khi mà lúc đầu đã chậm dân vì quả đầu thấy muộn rồi. Hai voi về bấy hiệu đầu quả phụ ok đủ đồ. Một bài cơ bản. Gandhi rất hay ép những cái bài tròn đồ. Bình thường như mình với những cái bài đấu như này mình sẽ dò thêm một đồ nữa hay là thêm một con voi nhặt về nữa chẳng hạn. Không, ta bảo nhiều thao tác lắm. Phô này thì gỗ không thể thiếu rồi đúng không anh em? Giờ có thấy thêm bấy hiệu nữa là cũng ăn luôn. Phô thì không bao giờ suy nghĩ về gỗ rồi. Đây là máy của game thủ chim sẻ cái nào. Bài Egypt thì cũng mắc binh rồi. Hai voi bấy hiệu mỏ quà. Cũng là một bài đấu đi cùng với game thủ anh Huy. Phần mềm quay màn hình là gì em? Đó là phần mềm Radmin 3.5.2 đấy anh. Em chào anh Đại Dương nhá. Thôi xem màn máy của bạn tôi cái. Bạn lại còn ăn cả sư tử thế này nữa. Ờ được. Ăn cả sư tử luôn. Quên mất từ nãy giờ mình không xem pơ nhỉ. Bài pơ này thì có một voi, một hươu, một sư tử, một mỏ quả. Bài đánh 22 dân để tiếp xuân thứ. Và bắt đến với trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Omino. Một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Trẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Nhà chợ Omino chúng tôi là một đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Omino thì các bạn có thể liên hệ qua đại lý Trung Ba. Còn anh em nào muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của nhà chợ Omino nữa thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 039 694 2122. Rất mong được anh em đồng hành cùng một đơn vị đang kết hợp cùng Chim Trẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Như vậy bên kia có một ban lên sớm nha anh em. Ban trong tay của game thủ Tiểu Màn Thầu. Và bắt đầu kéo dân đi ăn vàng đến xuân thứ rồi. Bài kích 9 thôi. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Gió công giáp và sẽ quấn ruộng. Em trai Chu Diệm nhá. Đây là chiếc BS ăn vàng đến từ xuân thứ thôi. Dập trước hai trận luôn anh. Đây anh Trung Ba đây. Đại lý nhà đây chợ Omino đấy anh em. Bó bế mỏ vàng của mình và thêm một cái e nữa. Bên kia thì cần hai cái đấy, xuân thứ rồi và dò đẩy đi. Thực ra cái con dân kia không cần bo, đỡ tốn gỗ. Chưa gặp ai cả.
Tí đã đóng cái L2 vào đấy thôi anh em ạ. Công giáp là đầy đủ rồi. Màu 8 đẩy xe giò vào đây, đó chính là game thủ Michael Tí, người cầm Katha. Và bắt đầu ra ruộng lên Zapper. Và 8 đầu cánh này nhá, Katha. Làm cái P đúng không bạn? Nó xỉn đúng mỏ gỗ rồi bạn cái đã. Lại có cơ hội làm điệp viên rồi á. Nhầm. Chưa ai có gỗ đâu, Gunny cũng không có gỗ để bơm cho Huy Sứt. Huy Sứt đã xin trong gỗ và Maxey đầu cánh. Đây là anh Huy. Anh Huy cánh bên này đối đầu với màu 5 à? Đúng là như vậy, màu 5 đó chính là game thủ 21 Bắc Ninh, người cầm Roman ở trận đấu này. Và Huy đang phải đánh dò thủ với đội bạn. Màu 8 cũng dò thủ luôn. Như vậy là sẽ có người dâng L bên trong đấy, hay tay cung cẩn thận nhá. Đây màu 5 đây, con Pan thì chưa thấy đâu đâu đấy. Con dò của người cầm màu 5 đó chính là game thủ 21 Bắc Ninh và Huy Sứt sẽ có Y. Và màu 7 dâng L vào nhà chim sẻ đó chính là Katha của Quidcam. Thế thì đội bạn không có chủ lực à? Pan chọc Gunny rồi, như vậy là đội bạn không đánh chủ lực rồi, dâng hết lên rồi. Huy sẽ đánh Y, màu 8 đánh thủ như này cũng có thể là một bài đấu đánh đầu cánh chắc nhà. Bài này chắc Huy làm 2 Y luôn. Khi mà cũng không có tình huống đẩy giò đến anh Huy rồi, đây là Y2. Và màu 5 đang đánh Y thủ. Màu 5 đóng Y thủ anh em ạ. Đây, giải Y ra đây. Bài màu 5 có một cái hốc nhá, khá đẹp. Tới từ người cầm màu 5 bên phía đối bạn. Hơn 7E đến từ anh Huy. Rồi, xiên con chém đây thôi. 3-7E tốt tới từ Huy. Quá hay. Nét nhờ. Không sợ bất kể thằng nào luôn. Vào hết đây. Đây, ông 7 đang chém đây rồi. Đã chốt lại cái E đây. Ừ, thì tôi 7 ở đây luôn. Trời, bạn 7 trong, tôi 7 trong. E của nó kìa. Rồi, đập, đập. Đây rồi. Không được rồi. Cho màu 2 gỗ này anh em. Cái E kia, nốt cái E kia. Rồi. Ok, thủ thoải mái đây anh Huy. Vẫn mất 3 dần, đây rồi, dần màu 7, ngon. Đây là màu 7 với các bạn, Katha và Quidcam người dâng L và Huy sẽ chém luôn. Với những con chém Huy thì lại chả sợ phủ. Đấy, đây là thoải mái, ôm mất có 2 dân thôi anh em ơi. Rồi bò vào đây tí làm khoanh ruộng trong này nữa. Huy, lên xiên này còn nặng được, còn lên giáp đi, cho Y đi. Đây là máy của cái thủ Gunny, để xem anh có bị làm sao không. Tham 33 bị pan vào nhưng mà Tham Lai vẫn đang ổn. Thậm chí là với một thế trận như thế này mà cảm thấy căng thẳng quá thì anh cũng có thể chuyển cung A. Bơm vàng cho sẻ kìa, màu 1. Tham Lai đờ số là 37 đến từ cái thủ Gunny và đang bắt những con lạc đà người cầm màu 6. Màu 8 có P không bạn? Ở đây đẩy một tên bắn P, à đúng rồi, bắn phù cho thứ thôi. Ở nhà ra ruộng. Thế thôi anh em. Vâng, Huy nó thủ như thế mà anh em chửi Huy á. Ok. Mãi cả trưởng. Thủ hay như thế thôi anh em vẫn chửi Huy sứt được cạn lời. Tham Lai đờ số là 25 đến từ anh Huy đây rồi. Đây. Ô 7 không thấy anh ai, không thể, vừa nãy qua Huy một tí thôi, không thấy có gì nữa cả. Xẻ bên này Tham Lai là 55, xem bên kia có thằng nào âm đồ nhiều dân không. Cũng không thấy chém Huy. Vâng, 7 lại sang chém bên kia. Đang sang anh ơi. Hải bình luận tiếng Anh được không nhở? Ôi, anh đầu tư cho em một khóa đi học tiếng Anh em bình luận cho. Đây đang bắn anh ơi. Hai cùng đứng thủ với nhau này rồi, đứng cửa. Và như vậy là Gunny bắt đầu bắn vào màu 8 thôi. Để em lấy thủ Gunny, sẽ đứng thủ cho hai cung kê nhau thôi. Thế thôi. Rồi đi thôi. Và Tham Lai là 45. Xuân Thứ dường như là phải chạy một turn à. Xuân Thứ Tham Lai là 17. Pan tạt sang bắn phù rồi. Viper Xuân Thứ sẽ mất tham. Rồi ôm 6 giờ đi bạn ơi. Đây cho Huy chăm gỗ bạn ơi. Mà thôi. Để Gunny cho. Đấy không cửa mà anh em. 1, 2. Cái này chúng ta cần gì phải vội vàng đâu, đội bạn dâng hết lên mà. Hai cung ôm nhau thì làm gì cửa thua nữa. Tỷ số được chúng ta chúng con 1-2 dành cho cái thủ tới từ Spiker Gaming trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta cũng chờ đợi đến với trận đấu thứ tư ngay sau đây đúng không anh em. Kèo à, trận này thì quân nó đẹp hơn rất là nhiều nên là thôi chắc không siêu nữa anh em nhờ. Thế quân như này siêu thì người ta cười cho. Quân này đánh ra thua mới giỏi chứ còn đánh thắng thì đơn giản quá. Ok anh ơi, tôi đến thần kinh mất. Chúng ta cũng trận đấu với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ tư. Rồi, ta sẽ đến với trận đấu thứ tư, hai đều trận này nha anh em. Đây là bài đấu được cầm Baby ở... Đấy, ra đầu cánh nhưng mà không sao, có bơ dâng lên là thoải mái rồi đúng không anh em. Đấy. Anh cũng siêu gà, hãy có team chế cỏ nào giới thiệu cho anh chơi cho vui á. Team chế cỏ à. Quà về nhưng mà cũng không tận dụng được quà rồi.
Đây sẽ là một quả đây, chim sẻ với một quả đầu 7 cây. Team chế là hay là bây giờ em tạo một cái group đấy. Qua về, qua về. Hải chấp anh Sen thì bỏ không ăn đủ chốt lịch à? Ok anh, có gì thì anh cứ nhắn tin cho em chấp anh Sen đúng không? Thắng một trận được 1-2 lít gì đấy là chơi luôn. Thua không mất gì. Chấp anh Sen em chấp luôn. Chưa nghe gì anh ạ. Và cuộc đời tôi cũng nghĩ là tôi có thể đánh những kèo với anh Hiếu mà tôi đen 2 dân thắng, xong rồi tôi đen 3 dân cũng thắng. Và solo Sen, xong bây giờ lại có kèo chấp được anh nào cầm Sen nữa đây. Mình chứng tỏ là mình đánh chế là cũng số má bản đồ đấy anh em ạ, không đùa được đâu. Tôi hơi bị ghê đấy. Bạn đi rồi à? Đây là S đầu đấy, Xuân Thứ rồi, đánh bài tàu. Chết dân không? Như vậy đi một dân rồi. Bài đánh bài tàu nhưng mà chết mất một dân đấy anh em ạ. Không sao, vui cao sẽ khỏi. Xẻ thì quả đôi yêu đầu rồi. Xuân Thứ thì ở đây rồi, 1 lít thôi, 2 lít không tiện ăn tết đâu à. Ok anh, 1 lít là đánh được 10 trận làm triệu. Quá hợp lý. Đây là máy của game thủ Gunny. Gunny thì đang có Viper ăn quả đầu và đang có hai dân đi giỏi tìm tiêu đầu và voi nhưng chưa thấy gì anh em ạ. Viper này đang hơi cụt, bài này sẽ là bài dâng cho sẻ đây. Voi không hiểu, dò ra nhà đồng đội rồi, dò sang tận nhà của Xuân Thứ rồi. Thôi về anh ơi, chỗ đấy có bầy hiêu đầu thứ ăn rồi. Ê, voi kìa, câu ăn đi câu. Thêm dân nữa. Chuẩn luôn. Cảm giác mình đọc thao tác của mấy anh em game thủ giống mình đánh thế nhờ, mà mình đánh cứ toàn kích 11.5. Ảo thật. Câu nót câu con voi này về thôi, một voi cô đơn. Yêu đầu chắc ở mặt này rồi. Đây con voi đầu tiên là Gunny đưa về. Ồ lại là Đức Cun đấy à. Khổ quá bạn ạ, bạn tạo nhiều clone vào. Ngày nào tôi cũng phải cấm bạn một lượt. Nào vào gạ. Đây con voi đầu tiên rồi, bấy hiệu đây rồi. Chào bạn Nguyễn Văn Linh nhá. Ăn đầu nhân đôi, ăn cả gỗ cả vàng luôn đấy, thủ gắn đi. Và đang lùa bấy hiêu về. Rồi bấy hiêu một con hiêu gì nhá. Một voi một hiêu đấy gắn đi, và cẩn thận đưa hai dân ra lùa hiêu thấy đúng con. Đây là máy của Huy Sứt. Huy Sứt thì đang có một chiếc BS đầu tiên, hai voi về, Yamato đầu cánh. Nhìn qua cũng có thể là một thế bài khum. Thế bên kia sẽ đánh nhiều phù với chúng ta ở trận đấu này, bởi vì chúng ta chỉ có một con Babylon để bắn phù thôi. Bài Huy cũng ổn rồi. Xuân Thứ bảo vệ bài móc binh. Mitu rồi, còn mỗi Gunny bài hơi xấu thôi. Em chào anh Simang nhá. Đó, ok anh Hoàng Nguyễn này, được anh. Đây BB, như vậy Huy không cần chọc đầu cánh. Đổi biến, thôi xem thứ đi. Được. Chào chị Sen Đen nhá. Sao lại chị Sen Đen nhỉ? Chào anh nhà xe Quảng Đông ạ. Chào anh Trung Hào ạ. Ôi bài Xuân Thứ này khỏe lắm anh em ạ, chúng ta xem máy thứ nhá. Chiều này không sao rồi thôi. Đó là lần cuối cùng anh em mình kết hợp cùng nhau em ạ. Chứ cái đầu nhọn như mày thì không ăn thua rồi. Anh tin tưởng mày như thế mà mày làm anh thất bại. Quá thất bại em ạ. Anh cảm thấy rất là mất niềm tin vào em. Nhiều voi thế, đi rừng đến toàn voi là voi thôi. Và trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Nhà chợ Omino chúng tôi là một đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào đang muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của nhà chợ Omino thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 039 694 2122. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh Sơn Lê nhá, chào anh em. Ở đang soi tham một tơn thì bên kia dò 11% đi Summer đi dâng chắc rồi đấy. Khả năng dâng A đấy, 11%. Sẽ dùng phím chuột full hand anh em ạ. Cảm ơn anh Trần Hoàng, anh Su đã gửi tặng sẻ 10 sao nhá. Rồi BL. Ở đây sẽ là BM, đến từ Zapper. Một bài đấu sẽ kích 9 đến từ Xuân Thứ thôi. Do là chết dân đầu nên chúng ta không thể kích 8 được. Chết dân thứ 5 thì khoai. Thôi vẫn là kích 9 đấy Xuân Thứ. Còn cả hiêu cả voi rất nhiều đồ đấy. Đi ăn vàng cái đã. Bạn bó BB mỏ vàng các bạn lại ăn vàng ở ngoài. À đâu BB hôm nay tôi thấy bạn ướm rồi. Tưởng là bạn bó BB ở đấy. Thôi được rồi. Gunny đã bắt đầu có giao tranh rồi. Đó là màu mấy đấy. À không, đó là con voi. Em trai Hoàng Tiến Thành ạ. Hai đầu cánh huy sứt đó là tiểu bàn thầu Greg. Thế thì chắc là đoàn thầu nó sẽ đánh phù rồi. Thứ
phải xiên được con Grek này của thầu đã. Một dân, thêm mấy hiệu to nữa, xuân thử rất nhiều đồ ăn luôn anh em ạ. Đây là BS. Tít, ui, này hai quả phụ đây là có lực đấy nhá. À đâu, một mỏ quả một mỏ hiêu chứ. Mà nói chung là cũng còn nhiều. 2L thôi. Xỉa. Có nhiều chốt kè, mỏ gỗ bạn ơi. Em mỏ vàng gì đây. Nó ở ngay 2.5 em ơi. Sát mép bản đồ. Egypt ở cái bên kia cam quýt. Và sân thứ đang xiên đây rồi. Chốt E để còn quýt lạc đà. Tiếp tục ăn được dân người cầm Greg 2L vắt đều. Sẽ thả vào cả mỏ hiêu đội bạn nữa anh em nhá. Và một trong Gandhi đó chính là một Greg của tí. Và mỗi Greg một cánh rồi. Thầu đang chết rất nhiều dần với con giò công giáp của Xuân Thứ. Các bạn thấy con giò công giáp của top 1 nó sát thương cao như thế nào. 5-6 dần rồi vẫn bị chỏng. Tránh Sobin Nguyễn nhá. Chém 4 thì phải có vàng em ấy. Ai bơm cho 100 vàng thì chém 4 ngay chứ sao. À, lên rồi à? Ok bạn. Bạn quá nét rồi đấy. Vào trong rồi nhá. Để cho Huy giải quyết nốt đấy. Ok. Em chơi lại nó nhá. Thứ vào trong đấy. Rồi, con giò công giáp ăn 8 dần mà vẫn giữ được giò, bị thật. Vào trong. Rồi, chấm nghe. Và một trong cánh, đó chính là tí Greg dâng chéo đấy. Cái dâng chéo, cái dâng chéo nha, Summer dâng A rồi. Dạ còn anh Mai Trọng Phúc ơi. Anh lấy thì anh cứ comment để em báo ạ. Đây, cho chăm thịt, đợi tí đang bị thằng 2 bằng quản. Cho đồng đội chăm thịt, màu sờ 7, đúng rồi. Em chuyển đi em ơi, em chuyển đi. Gỗ thì không có đâu, gỗ bảo người khác cho. Ôi, thứ không có. Đấy. Em cứ cấu đi. Em bỏ vàng 1-1 đây rồi. Đang chém dân ăn hoang 1-1 chạy hết ra giữ bản đồ rồi. Đây là bỏ vàng tới từ 1-1 đến phía đấy bạn. Ok, nữa là xong. Trả được gỗ. Rồi, ok. Thế rồi. Đi quản. Ôi, 1-1 này gió lỗi đồ trong cái là màu 3 này bạn. Bạn quản 3 dâng ai đấy bạn. Ờ thằng 4 dâng A chứ. Ờ đang đi 1-1 đây rồi. Xả thôi. Đây là dân của ứng thủ Mai Cổ Tí. Và 1-1 của Y nhá. Thế mà thoải mái đấy. Y phải ruộng hay phết đấy chứ. Với hoàng lượng đã gửi cho chém 100 sao ở đây. Nói cái thủ Gandhi. Gandhi đang chơi có 3 tơn rất đau với những con chém của Persian. Những con lạc đà Persian của Gandhi. Cười đấy chứ. Và Gandhi thám 15 thôi. Một chặt Gandhi rất sát với bài dâng L. Nó chạy hết ở giữa bản đồ ăn hoang ấy nha. Ngay trước cửa nhà sẻ giữa map thôi. Cả thằng 4, cẩn thận thằng 4 nó vào đấy sẻ ơi. Thằng 4 dâng A đấy. Không dâng à? Ờ à, thế 1-4 này lên đời siêu muộn rồi. Do 11% bản đồ làm sao lên đời sớm được. Tha mình đi đấy, Huy sức chuyển A là tươi luôn đấy em ơi. Đây là máy của ý thủ anh Huy. Huy sức tham lai đang xuống là 42 rồi. Tham lai rất to dành cho Yamato. Và bây giờ thì màu 2 đang công phù lên nhà anh Huy. Và phụ lại luôn. À, bơm gỗ màu 6 kìa. Không kịp rồi. Ô, nhưng mà 4 này gọi là yếu, gọi là... Ơ, một thứ chăn rồi, một thứ chăn rồi. Một thứ chăn rồi. Ừ. Rồi, quýt rồi, và tỷ số là 2 đều trong buổi tối ngày hôm nay đấy. Chưa nghe gì anh em ạ. Quýt. Siêu. Nhưng mà quần này nó lợi thế hơn siêu, không được vui cho lắm. Hôm nay em không anh Nguyên Tiến ơi, hôm nay phải đưa bọn trẻ con đi chơi, hôm nay cuối tuần nên là không livestream được. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 5 anh em nhá. Hôm nay phải làm người đàn ông gia đình anh em ạ. Trận đấu tiếp theo sau đây rồi. Tranh bình luôn, hai đều luôn, chưa nghe gì luôn. Và vì sức của ai áo lên 4 bất kỳ lúc nào luôn. Ok anh Hùng Bin ơi, anh check tin nhắn chờ nhá. Cầm quân khác đi á. Nhầm. Đây là Greg đến từ game thủ anh Huy. Chúng ta có 3 quân đột biến với 2 xem 1 pơ. Huy sẽ cầm Greg ra đầu cánh đây rồi, sẽ trong cánh. VL xem 3 trận có lẽ win cả 3 trăng. Chứ còn sao nữa. Ok Tuấn Lê ơi, anh check tin nhắn chờ nhá. Làm vào video, voi luôn đến từ Huy sứt đây. Bây hiệu, à xin lỗi, 1 bỏ quả đầu 6 cây còn voi luôn ở chỗ này có khả năng là đôi voi. À sao? Sao lại không quay sớm? Ông vẫn cứ quay đấy. Vi sứt bảo là không được quay, vi sứt sớm. Ok, bỏ qua luôn. Ok, đây là máy của game thủ Xuân Thứ với bài đánh bay tàu. Bạn hay đánh bay tàu đấy nhở? Bạn cứ tìm đi.
Tôi phải điều tra này lý do vì sao lại không cho mình quay sớm đấy. Vì sao ạ? Đấy, thấy chưa? Mày thấy cái sáo nó phải thế chứ gì? Cây ghê. Bây giờ một voi thôi nhưng mà lại bù thêm một quả ấy các bạn. Quay sớm ngay. Thôi, xem mấy thứ thôi, vài sợ vì kiểu gì cũng lên đời rồi. Thứ phải đóng BG do chỉ có một voi anh em ạ. Đây BG đến từ cái chân thứ. Ôi god. Bài vi sứt bảo vệ đã được luôn rồi. Sau đó chân thứ có ui. Lần này không chết dần, vẫn bị cắn. Solo con này. Sao? Bài Mắc Minh ạ. Và bài Mắc Minh cũng ngồi chửi. Bài ba voi hiệu đầu đến từ Gunny và quả đầu quả phụ Mắc của Mắc rồi. Ơi. Dừng ai, dừng ai, dừng ai, dừng ai nhá. Nhà anh rộng bỏ sư ra. Em chào anh đời là vô thường nhá, chào anh em. Đây là máy của thứ. Đâu phải yêu bạn đâu. Ừ, thấy sớm nóng em nhân đôi luôn nhờ. À, mình nhúm rồi đấy. Ui, rồi ba sư tử quả phụ chỗ này. Bài pơ này cũng không quá đột biến đâu, bình thường đấy nhá. Mà gắn đi bài đẹp lắm. Đi cùng với Xuân Thứ trận này là cũng ok, xẻ với Vi lại đi cùng ở cái bên kia. Bên kia thì có cung đường Summer với cung đường Babylon để chém Kata cho son được cùi bắp thôi. Chào Duy Đức Duy nhá, hello em. Đã đẹp đầu nhân đôi đến Xuân Thứ với Bầy Hiêu và cánh rừng rồi. Cho anh đời vô thường, tránh vô thường nhá. Rồi cơ cấu bấy hiệu thôi, chúng ta đến với con máy kiếm thủ chim sẻ. Sẻ thì đang có bài xiang này. S đầu thiết kế, cho nhìn cái nhà chính cái nào. Rồi, nhà chính có bấy hiệu tết tà le rồi. Một bấy hiệu. Một con voi. Đây là dường như là bài đánh bài tàu rồi. Đâu? Trốn sau bông sư tử mà định thoát à? Đối với bấy hiệu một quả bài cơ bản thôi, thế thôi. Rồi, như vậy là bài chúng ta nét hết rồi đấy anh em ạ. Làm vòng đi dò và giải quyết nốt con voi này rồi. Đây sẽ là con voi thứ hai nhiều Xuân Thứ ở trận đấu này. Trận này Gunny bung nhà chính á. Thôi, bung gì? Nhầm. Bây giờ quên cả cái bung nhà chính rồi, bắt bung nhà chính. Ừ, bung nhà chính đen. Đen nhà chính trong đen được do đấu được mỗi một cái. Xẻ đây. Hôm đó đánh với khán giả bung nhà chính đấu được mỗi cái. Sao phải bung lại đây. Biết mệt. Đây bê bê đây gắn đi. Xem cụ à. Cụ thì hai voi bầy hiêu đây rồi. Vẫn đang đi dò tết tà loe quanh nhà đây. Nhiều ép thế. Em chào anh Tuấn nhá. Hello anh. Em là đệ của anh Thiết đấy anh ơi. Mà ngăn đi vừa đánh đi buông cả tay ra khỏi bàn phím biết chuột rồi. Rồi đây xem bạn tôi chém ở đầu cánh anh em. Và trước khi đến với tình huống giao tranh ở trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Trận Đáng Studio để phát triển cộng đồng A Việt Nam. Nhà chợ Omino của tôi là một đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào đang muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của nhà chợ Omino thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 039 694 2122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Trận Đáng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, gắn đi bơm sẻ trăm thịt. Trong đó thì Xuân Thứ đang có bài đấu mà kích 940. Ai lại bơm tiếp đấy, bơm lắm đấy. Vâng, lại thêm thịt nữa. 935 à? Có nhìn giống 940 lắm à? Rồi, để dò đi thôi. Rồi, cụ ơi, cụ lo thân mình đi. Cay thật. Cứ rúi rúi thôi. Cánh đấy bảo Huy sứt bơm. Dầm rúi, đun đẩy trách nhiệm. Trời tìm lại giấc mơ nhá. Đang đánh bỏ chuột rồi không đánh nữa thế này. Hai đầu cánh này nhá. Hai anh ơi. Bấy bì. 2L rồi thôi thầy, sớm muộn thì cũng đi thôi. Dạ còn anh Long ơi, anh lấy mấy cân ạ? Chào anh Phan Thanh Phương nhá. Thứ sinh năm 95 bạn ơi. Có 3 đầu cánh kia như vậy, 2-3 đầu cánh. Vòng 2 đánh giao thủ 2L. Vòng 2 bây giờ bắt đầu ăn vàng thì bạn xỉa cho trận đi. Cho nó dãy nảy lên đi. Đúng rồi.
Được. Thì thôi gọi kín là được. Hai con dân đấy ăn hết cái đống đấy là ok đúng không? Đây, thả vào đây. Thì xiên auto 4 dân mà ăn. À không dám. Vẫn chết thôi. Mày làm sao? Mày như thế nào? Mày làm sao? Tránh công tử hậu Nguyễn nhá. Dạ con đánh vũ chiến ơi. Ai lờ bắt đều. Bo cái gì đấy? Không phải cái gì kia. À bạn vậy à? Rồi. Cho nó đi công mình đi. Bạn phải sành điệu lên. Bạn thủ 1P cho nó đầu gấu bạn. Cái gỗ để làm gì đâu? À, rồi còn lo cho cả đồng đội cần gỗ thì bơm nữa. Được. Đây. Huy bầu 7 bạn này. Đấy, rúi cho nó, dùng đi. Lên. Đây anh ơi, anh chiến check tin nhắn chờ anh ơi. Rồi, quá đẹp. Ok, vũ chiến ơi. Móng với chúng tôi à? Móng thủ à? Và tỷ số là 3-2 dành cho các game thủ của Spiker Gaming trong buổi tối ngày hôm nay. Và móng thủ luôn ạ. Chờ đợi trận tiếp theo thôi, chém nổ móng cái quýt ngay. Ok anh Hậu ơi, em cảm ơn anh Hậu. Hôm nay cũng đến với trận đấu tiếp theo, bạn làm gì có cửa nữa, quýt là đúng rồi. 600.000 thôi anh công tử Hậu Nguyễn ơi. Rồi ra đến với trận đấu này, như vậy đây là bài pan trong tay của game thủ Xuân Thứ rồi. Hết bơ đến pan, 3 trận bơ, 1 trận pan luôn. 8 vòng đi dò rồi bài đấu này. 4 pan. Đây là một quả đầu, 7 cây đến game thủ Xuân Thứ rồi. Đó, ra đến với mặt máy của game thủ chim sẻ cái. Đây rồi, quả đầu 6 cây thôi. Quả đầu đang có 7 cây chứ không phải 6. Quả 7 thì cái thủ chim sẻ. Hai pan ở hai bên đây rồi. Đây máy của cái gì? À có quả phụ. Ừ nhìn thấy rồi. Đố ai nhìn thấy sự khác biệt trong bức ảnh này. Em chào anh Nguyễn Kiên nha. Và có quả phụ luôn anh em ạ. Và bảy hiệu đây rồi, nó chờ bảy đồ thôi. Rồi luôn mấy con tiên này về. Không phải là sẽ dâng lên cho vụ bão thử đánh ở nhà kê. Ok em cảm ơn anh Hậu nha, trái Nguyễn Ngọc Hậu luôn. Rồi mấy con này về. Hiêu đầu đang có được 2, 4, 6, 7 con. Hiêu 7 quả 7 quả phụ bài thiếu một đồ thôi. Rồi mấy con tiên này về là xong rồi. Anh check tin nhắn chờ là được anh công tử Hồng Nguyễn ơi. Làm vòng đi dò này như vậy đúng này. Ông đấy là mấy ông đấy toàn kiểu đạo lý á. May là mình không bị nhiễm đấy. Bài bắt của nhà xong. Bất kể thằng nào. À đúng rồi anh Hữu An ơi. Thôi tôi xem luôn máy xẻ, tôi không muốn chuyển máy nữa rồi anh em ạ. Thế thôi đấy, chúng ta chỉ thấy tìm mỗi rừng thôi nhá. Tìm mỗi rừng rồi đấy. À mà bây giờ tìm rừng mỗi thế thôi. Chào anh Đào Văn Quân ạ, chào anh em. Ở bên chim sẻ phút thì tạm dừng bán thịt trâu rồi anh em nhá. Bây giờ thì có em bán thôi, anh em nào mua thì ủng hộ em 600 cân anh em ạ. Đây là hết đầu đấy cái thủ chim sẻ, cái gì cần cũng đã có rồi, có rừng luôn. À, đây cùng xem là chim sẻ nắng sẽ bổ đội bạn như thế nào ở trong trận đấu này với bài pan mắc của mắc của mắc. Kiểu gì cũng phải làm vài bé đúng không anh em? Không thì bảo vệ là Gandhi đã có ấp rồi. Em chào anh Đào Văn Hiến nhá. Voi đưa về dành cho bài đấu này. Bài 4 voi hiệu đầu quả phụ anh em ơi. Nét. Con voi đầu tiên. Ôi lại thêm voi.
Cái thằng sĩ nhọn này đừng có nhắn tin tao nữa. Nghe nhắn tin. Đi ăn cỗ nhắn tin, giờ đi nhậu nhắn tin. Anh thì nai lưng ra bình luận đây. Mày thích nhắn tin không? Tao chặn bây giờ. Đấy con voi thứ hai đưa về cái dù cái thùng chim sẻ rồi. Chiều nay thì đặt niềm tin cho ông em đưa ông anh ra đảo. Chào anh chim chim nhạn nhá. BB kê vàng rồi dâng lên. Tập bạo luôn rồi anh em ạ. Nét luôn bài 6 voi. Lên đời xong nét quả rồi anh em ơi. Thêm một voi nữa nào. Gắn đi bảo vệ lên công sớm anh em ạ. Dạ con anh công thành ơi. Tránh được càng ta nhá. Cái map này nó kiểu là hút voi à. Đi đâu voi mọc dần đấy. BLBM 2 bài 3 các bạn đều được ở trận đấu này. Cố gắng nào. Vẫn đang cố đấy bạn. Thêm những con voi nữa đưa về và đây là mỏ vàng đấy, thủ chim sẻ. À, và đến với trận đấu này tôi vẫn xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cặp đấu Việt Nam. Nhà chợ Omino của tôi là một đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào đang muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của nhà chợ Omino thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0039 694 2122. Rất mong được anh em đồng hành xin lỗi, rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Màu năm xin gỗ anh em ơi. Màu ba trong cánh đây rồi nhá. Còn đây giúp chủ lực bên phía đội bạn trong tay của Pitcam đánh cung và sẽ vào tìm luôn pan 2 vào chơi gắn đi tiểu màn thầu. Bài pan đi kiểu lên đời sớm hơn cả sẻ trận đấu này, tức là bài pan của bạn cũng rất bóc bình. 2L đến từ cái thủ chim sẻ rồi và con voi tiếp theo đưa về vẫn còn một mỏ quả để lại. Màu 4 đó chính là cái thủ 21 cầm pan và đã lên đời cánh huy sứt. Bài pan của bạn cũng mắc của mắc luôn. Màu ba đang phải bo nhỏ rúi rụi khi mà chim sẻ nắng vào sớm. Đây là pha vẩy e của chim sẻ nhưng không thành công. Rồi lên Xuân Thứ vẫn đang kêu nhưng mà bài của bạn khỏe quá. Vâng, như vậy đây là nhà màu 4, à màu 1 của Michael Tý kín nhà 2L rồi. 2 pan đầu cánh, 2 Egypt trong cánh, sắp xếp móc binh ở đội bạn. Đây là máy của Xuân Thứ. Bài 2L, tham 20 đối đầu màu 2, pan trong tay của game thủ Tiểu Man Thầu. Và đang xiên những con dân của cầm màu 2 đây rồi. Sẽ kỹ sớm con giò không chọc được dân nào luôn. Vâng, Gandhi vẫn đang bị con giò của bạn lượn lờ ở đây. Vâng, thả nó vào mỏ gỗ được bạn không? Như vậy là không vào được đây nhà một người phía đối phương. Sẻ đang muốn ôm cả hai con Egypt bên phía đối bạn luôn. Mặc dù không kin ở thềm đầu. Anh đừng xem bo nhỏ lại đi. Bo nhỏ ấy giật hốc gì đi. Có khi còn phải chuyển cả A ấy. Đây, sẻ bắt đầu vào phanh một đây rồi. Mỏ một không chịu được sẻ đâu. Rồi, xiên. Là đá bắt đầu đi rộn đội bạn. Ôi da, bỏ 4 vào quả sẻ nhá. Gandhi kêu rồi, hỏng rồi. Gandhi vào người bạn vào hút Gandhi xuống bánh xe này. Còn đen là chính trong này, bị chém về à? Ngoài đấy nhá, chủ lực gãy rồi. Không thể vẩy được với tên lạ đà này. Đây là máy chim sẻ. Vâng, pan bảo 2 cũng mắc binh quá, lên sớm hơn gặp sẻ trận đấu này. Một yếu mà bạn yếu rồi, nhưng mà Gandhi không mấy xe bị xả tham về một ít chắc. Bị chém về tơn gãy luôn. Và tôi bắt đầu nghe tiếng phù thủy của ai đó rồi. Ui, không đẹp quá. Rồi, chơi màu 3 thôi. Yếu quá, để thăm 28. Nhà màu 2 gần quá. Cố gắng hồi lên ơi. Tham lai đang cân thôi, cố gắng lên anh em. Đấy, màu 3 chết nhiều đấy. Sẻ đang chém bò ba rất nhiều, mà một cũng bò nhỏ hết rồi. Đây là máy của cái thủ anh Huy.
vì thằng này là 25 đang có full Viper của mình, đang full máu trên con lật đà ở chỗ này. Và bơi 5 đi, con lật đà 4 cái, sẻ trăm gỗ, rồi full tiếp lật đà đội bạn. Bạn đi thì cố gắng hồi lại thôi, xuân thứ bên này thằng này 31 thôi. Nói chung là ba nhà chúng ta vẫn còn tham anh em bình tĩnh thôi, hai chủ lực bạn yếu rồi, sẻ chém yếu hết rồi. Bơm thịt cho máu 6 anh em ơi. Hồi đi anh, đóng nhà hồi đấy luôn đi. Rồi kia đi kia bạn ơi. Cho xin chào bạn đây. Rồi, đen rồi. Xin trăm vàng màu 6 anh em ơi. Đây, đang lên đây. Đang xin vàng của đây, chưa ra thủ bá. Ra 4 trước đi. Đang máy của chiếc trẻ. Và màu 3 nó chưa được cũng cam. Không khác gì anh đâu. Như anh luôn đấy. Còn 1 nó đang bắt đầu nở lại thôi. 4 chút khỏe đấy, 4 vào đấy bạn ơi. Và như vậy là Huy đã chơi chết màu 4 trong trận đấu này. Nhưng mà quan trọng là màu 2 với màu 4 vào với cả màu 3 đẩy cùng vào chỗ này thì chưa kịp lên bánh xe. Và chúng ta vẫn đang kín được. Cố gắng bắt được không? Sẽ về cứu không? Có. 9 giờ. Và như vậy là vẫn đang cố thủ đấy từ Xuân Thứ. Timeline số là 30. Không. Bơm cho màu 6 tân vàng để thủ này anh em ơi. Khổ quá, gần đi về đây hồi thì nó xả luôn này. Timeline số là 28 thì bài đấu này. Cơ cấu lại nhà cửa mình. Đeo máy thủ chim sẻ. 4 gân rồi, đây sẻ tạt 2 rồi. Anh em cố lên. Và Gandhi vẫn đang cố gắng hồi lại. Đồng đội thừa thì bán cho... À nhầm, bán cho Gandhi. Có phủ rồi. Và Gandhi vào máu 2. Sẻ đã bị vệ bắt dân dân này. Sẻ đã bắt đầu mất tham rồi. Có thời gian để mở lại các bạn. Gandhi tham 4 thôi. Xuân Thứ tham 2 26. Khoái quá, bây giờ anh đi không cung đi bắn phù ở màu 2 được. Trận này bò được hốc là thắng đấy. Tham lại là 26 trong bài đấu này. Vấn đề bây giờ là chúng ta không cầm được cái hốc của màu 2 có phù bên trong rồi anh em ạ. Mặc dù là đàm đang rất là đông. Cung gờ mình cầm màu 3. Nó có phù. Phù cả cung gờ đứng thủ này. Như vậy là buông rồi. Nếu như ta sẽ làm 3 đều trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng là như vậy. Bài màu 2 gần quá, nó vào sớm. Trận này mà gắn đi kịp giật hốc rồi đấy thì ngon, hốc đẹp quá. Nhờ, hốc này mà bo nó vươn 3 BA này thì đẹp. Mà lúc đấy thì con giò màu 2 nó ở trong hốc rồi. Cố giữ một tí là ngon trận này anh em ạ. Đấy, cũng trận đấu tiếp theo thôi, 3 đều anh em ơi. Mặc dù sẻ không có kin với con giò nhưng mà về sau thì chém màu 3, màu 1 các bạn nhìn thấy nó có cái vẹo gì không? Rui rụi hết vào. Nó 3 trận này không đổi chặt đầu tôi đi. Nó đánh giữ thôi mà. À em ơi, xúc, chào anh Housley nhá. Hải làm MC đám cưới chung mắc đó nhỉ. Hải ơi, chào thằng em Thảo giúp anh được không ạ? Ok, chào bạn Thảo nhá. Em chào anh Linh Nguyễn. Mới đi dò đầu tiên ở bài đấu này. Một bài đấu được cầm Gem of the Fall đến từ game thủ Xuân Thứ đầu cánh. Qua đầu 6 cây, hiệu đầu đã có và gần rừng. Bộ đầu siêu gần. Bằng binh như sao nữa. Chỉ có một cái nữa gần mắc là quả đầu chỉ có 6 cây. Bạn ấy 7 là mắc. Và 6 thì thường là bạn phải đi dò nhiều đấy. Đây là Vi Sứt. Vi Sứt thì đang bị dò. Một bài đấu đang cầm Egypt. Quả đầu đang có đó chính là 6 cây thôi. À, không cho xem gì à? Yêu đầu đây. Bộ đầu xa tí. Rừng thông đây rồi nên nó xanh mượt với dấu cái gì. Dấu ạ. Hay là này có voi được giấu nhỉ anh em nhỉ? Không, cũng chưa dò nhiều bởi vì đâm đầu vào mỏ quả này thì cũng chạy đâu được rồi. Vâng, như vậy là thông tin bảo vệ sẽ thấy đẹp bài đánh nhà. Với một con Baby Lord thì chúng ta sẽ có Phonesian là chém đầu cánh. Gandhi sẽ là bài chém đầu cánh này. Với con Summerian này đang lùa mấy con hiệu về. Bộ đầu rất xa nên chủ Gandhi với con Summer của mình. Xem đội bên kia thì các bạn có thể tìm với từ khóa là Thiên Khôi Sport này các bạn. Đấy, anh em có thể theo dõi thoải mái. Mình thì bình luận ở trên kênh Facebook và trên kênh YouTube rồi. Kiên thì sẽ bình luận trên kênh TikTok và Cơn Liên Minh. Anh em có thể theo dõi tất cả nền tảng rồi. Có like Facebook mà anh Hiền Nguyễn ơi. Đây anh em bên YouTube đây, anh Tùng Bi này, Mắc Biển Không Hải hôm nay không đánh Mắc Biển anh ạ. Với thể loại Mắc Biển này thì nói anh em hỏi rất là nhiều. Nhưng
và đúng là phải có những sự đổi mới đấy. Và cái map biển, phải nói với anh em là cái map biển có nhiều chiến thuật lắm. Ta sẽ không thể nào định hình một lối đánh từ khi mà bắt đầu và biết quân ở trận đấu. Làm vòng đi dò. Và lại nhắc đến quả tặng rẻ của VO thành địa này. 2 chấm VO luôn. Ừ. Cay ghê. Và về cơ bản là trận đấy rừng sẽ yếu hơn nhiều rồi. Đến lúc kit ra trên đảo của bạn còn nhiều rừng thế thì khó. Map biển hay mà anh. Em trai Tuấn Roma nhá. Ôi. Chả có cái vẹo gì đối thủ được nó nữa. Là vòng đi dò đến từ game thủ gắn đi. Bấy hiệu đầu đưa về. 2 bấy hiệu, 3 bấy hiệu luôn. Bài Summer này bình thường đấy nhá. Pháo hoa thì có loại 250 và loại 409 anh ạ. Anh lấy một thùng thì em giảm giá cho anh luôn. Em đây chuyên đi cò cho Wisit đây rồi. Như cò được quả pháo thì Wisit lại chiết khấu cho 10%. Anh có đặt quà Tết không ạ? Anh Gia đã đặt quà Tết cho công ty chưa? Công ty anh Gia mà chưa đặt quà Tết thì có thể inbox cho em nhá. Em có giỏ quà Tết từ hơn 100.000 cho đến hơn 5 triệu cũng có luôn anh ạ. Chào anh Nguyễn Tuấn Cảnh nhá, chào anh Yuki nhá. Cái bài Babylon này cũng sẽ đang dừng quanh nhà, bầy hiệu con voi về thế bài rất là mắc binh rồi, mắc thế đánh cung rồi. Nhưng mà Gandhi bài đang hơi yếu với 3 bầy hiệu, chào anh Nguyễn Thanh Thông ạ. Vậy con voi thì sẽ đưa về, nó quay đầu vẫn nằm xuống thôi. 2 voi, 3 voi, con voi xa nào. Thêm vòng nữa đi dò. S2. Chúng ta sẽ đến với mặt máy của cái thủ anh Huy để xem nó có giấu cái gì không. Ây. Ây. Chú lực đây rồi. Cũng là bài kín nhà đấy chứ. Để con voi đưa về đến từ cái thủ anh Huy. À, giải quyết con voi này thôi. Một thùng có bao nhiêu quả hải? Quả Tết anh có rồi à? Một thùng bao nhiêu quả Huy đây? 36 quả anh ạ. Thùng 36 quả cho anh Hậu ơi. Thùng đấy thì nếu không nhầm nó rơi tầm gần 17 củ anh ạ. Giải quyết con voi này. Con voi tiếp theo đấy thì anh Huy. Chúng ta có một máy của cái thủ Xuân Thứ. Đồ ăn khác bạn, mình đầy hiệu mà. Và mà đến với trận đấu này, tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Nhà chợ Omino chúng tôi là một đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Omino thì có thể liên hệ qua đại lý Trung Ba. Và anh em nào muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của nhà chợ Omino thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào đang đi xế hộp đấy thì cứ liên hệ với anh Trung Ba, anh Dài cung cấp cho các bạn sản phẩm nhà chợ Omino luôn. Đó, đeo mỏ vàng đấy, Zapper đây rồi. À, đồng đội lên sớm. Ok anh Hậu ơi. Anh uống chè không anh? Em còn bán cả chè đấy anh ạ. Chào anh Dương Mary Bột nhá. Yên tâm bạn. Bạn đánh thì quá yên tâm rồi. Đâu mà chẳng hơi. Ok anh Vũ Thanh Tùng ơi. Rồi, do đẩy đi. Dạ ok Trung Mai. Rồi thì những cái sản phẩm về Tết thì sẽ chiếm spotlight nhiều hơn. 7 đầu cánh. Roman cho son đầu cánh gần đi rồi. Như vậy là zoom cho đầu cánh đội bạn AC và một con Roman nữa trong cánh. Chào anh Hai Kim Thắng ạ. Ok anh Hậu nha. Chào anh VV ạ. Dạ ok anh Đào Văn Quân ơi. Anh check tình nhắn chờ nhá. Màu 8 vào thẳng nhà của game thủ của anh Huy rồi. Cái này hay zoom. Đã có anh Đỗ Xuân Vũ ơi. Bơm cho gỗ đồng đội rồi. Đây là mô 7. Xuân Thứ đang xả cho mô 7 gọi là dãy nảy lên rồi. AC trong cánh.
bên kia. Tháp Lai đang ở số là 29/40 cho bài đấu này, và số thứ đang đi ăn hoa một đôi vòi giữa map đây rồi. Xả rồi. Bộ 7 nói chung là yếu. Máu 8 vào trong cánh tìm Huy rồi. Đây rồi. Quá nét bạn ơi. Siêu. Bạn quýt thì bạn chỉ gặp tôi trên bàn VR thôi bạn ạ. Cù. Rồi, Cam Quýt coi như là sẽ không thi đấu anh em nhá. Và phải quá rát đến từ Dapper, Cam Quýt chết hết dần ở trong tình huống này. Rồi, cả gỗ cả thịt thôi. Tất tay cho vì sức rồi. Đây là máy của Gunny ở cái bên kia. Gunny bên này, ui bài đấy là đa thủ, sở trường. Ờ, em bắn phụ đi. Hải cho anh chơi cái gì khác thường, cẩu to vậy Hải? Cẩu to thì đạp đôi anh. Và một năm đang vào chơi Gunny và Tơn kia, anh đang hai lần không bị xét đen đấy kìa. Rồi, bóng 8 đang bị bảo vệ là ở xa. Gunny đang bị một năm đi vào một Tơn và đang bị bạn vẩy e rất sát ở tình huống này. Ai vẩy e khó chịu thế nhờ. Anh dài gặp hai cái bot đang chân tay buộc hết vào nhau hôm nay. Rồi đàn bà này cũ. Đã thế tao không bắn gỗ nữa luôn đấy. Và tỷ số là 4-3 cho chúng ta rồi. Và Xuân Tử chém đội bạn dãy đẩy hết lên rồi. Cam Quýt thì một đường cơ bản gái chết hơn trục dân. Vào màu 8 làm trục dân nữa. Quýt đấy cũng chân là đến với trận đấu thứ 8 sau đây anh em ơi. 4-3 dành cho cái thủ của Spark Diễm Minh được chưa anh em? Không cửa anh ơi. Và vào những thiêu dân mình hai lờ siêu đều. Nó đã dãy đẩy lên rồi. Tí đợi sẻ đi cùng bắn phụ cái chết. Chả vẹo gì cả với con cho son này. Đấy cũng chân là với trận đấu tiếp theo sau đây anh em nhá. 4-3 rồi anh em ơi. Người ta đánh khung nhà 2L không bánh xe. Cụ hỏi phút 17 mới không biết lên bánh xe. Cày vãi rồi. Rồi ta sẽ đến với trận đấu này thôi. Đây là bài đấu được cầm Max C trong tay của game thủ rapper Xuân Tứ ở trận đấu này. Giữa lỗi của Gunny. Gunny cầm Max C. Trái Nguyễn Quốc Thịnh nha. Và đến với văn máy game thủ chim sẻ. Làm tí tổng cửa nào. Rừng đẹp quá rồi. Coi yêu. Ngũ đầu xa thế này. Coi yêu. Phá đầu đây rồi. Ngoài đây phải bờ này. Ngũ đầu xa quá. Rồi quả đầu 6 cây chim sẻ. Ngũ đầu xa anh em ạ. À vòng đi dò thôi. Bài bơ ở đầu cánh thì cái thủ chim sẻ. Chào anh Tân Phạm nhá. Bên kia có một baby, một Egypt thì chắc là có một chú bé nào đó dâng A rồi. Huy sức chủ lực với con Egypt của mình. Đây là máy của cái thủ anh Huy. Ôi bài rừng đẹp lắm. Nét đấy. 8-9 giờ này khung khung vào làm cái hốc trong này thì quá nuột luôn đúng không Huy? Đấy. Trong này nhìn giống hốc lắm rồi. Thì góc 9 giờ thấy thêm màu quá nữa thì mát caramel. Đã có anh Tiến ơi. Vậy là sẽ bảo vệ hiệu sau rừng rồi. Bài này của sẻ thì khá khó để có thể có bài đấu đột biến khi mà bầy hiệu nó ở tận đây. Đấy bài tàu của đầu đi siêu xa. Là tìm voi. Con voi nào. Đâu hết rồi nhờ. Mày yêu này không đùa về được này. Thôi nha, quên một bờ đi đấy. Và đến bàn máy của cái thủ gắn đi. Đầu cánh của anh chân tay buộc vào nhau rồi đấy anh ạ. Kệ à, ok anh. Làm vòng video bởi hiệu đầu đưa về tới từ game thủ gắn đi một voi. Max C. Đây là máy của thủ Xuân Thứ. Yêu voi đây rồi. Gắn đi bảo vệ bán bình. Xuân Thứ bài cũng được. Bài được đấy. Rồi như vậy con voi sẽ nằm tại nhà chính của Xuân Thứ. Lý đi. Rồi, đưa tiếp voi về thôi. Voi heal đây rồi. Rồi,
Chuẩn bị cơ cấu trước nhà bé đầu tiên. Và quả phụ đến xuân thứ. Bác Minh nhá. Bố lên Huy ơi. Huy thứ sẽ đi cùng với cánh này. Hết đầu thực kế và sau đó đưa con voi về. Chúng ta là ba đơn vị quân không máy xe thì chắc là bên kia sẽ nghĩ ngay đến việc là một người dâng A rồi. Baby với Egypt mà thì chắc là có Egypt hay là Baby dâng A gì đó thì kệ thôi. Rồi cũng con voi thứ hai về. Và sự thứ rất là mắc binh. Đây là máy của chim sẻ. Đấy nhá. Sao bảo có Baby yêu đầu thôi mà ra đây lại lắm này. Quả phụ đã có lên chim sẻ, bài pơ, hai bầy hiêu, hai mỏ quả, nói chung là về cơ bản đủ đồ. Em chào đến KK Trần nhá, hello anh. Đang có tỷ số 4-3 đây, KK Trần đây. Cố gắng thắng kèo 4-4 này cho anh em vui nha. Màu hai đầu cánh huy dứt đó là Kata của tiểu màn thầu. Viper này thì cũng gọi là bình thường thôi. Gunny sẽ dâng lên 12 giờ sẽ chơi đầu cành. Nó không quá đột biến nên từ bài đấu này chắc là bài thứ đẹp nhất rồi. Ta sẽ xem máy game thủ xuân thứ nha. Và trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà đi chợ Omino, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Nhà đi chợ Omino chúng tôi là một đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào đang muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà đi chợ Omino tôi thì có thể liên hệ qua đại lý hoặc có thể trở thành đại lý phân phối luôn các sản phẩm của nhà đi chợ Omino. Thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0396942122. Cảm ơn anh em rất nhiều. Em chào anh Đào Văn Quân nhá. Ok anh Quân ơi, em Facebook Lê Hoàng Hải vừa nhắn tin cho anh đấy ạ. Ok chưa? Đây anh Trung Ba đây, đại lý của nhà đi chợ Omino tôi đây rồi. Thôi xem máy thứ bạn ơi, máy xẻ lên muộn lắm. Xem máy thứ thôi. Bài kích 106 đến xuân thứ. Em chào anh Quân Thẩm nhá. Bên kia có mỗi màu 3 đó là Queen Cam Min Oan. Chắc đầu cánh của sẻ rồi. Đây là mỏ quả thì bài đấu này. Hải ơi mày có thể cho nhỏ màn hình được không? Tao phải là sao à? Nhỏ màn hình là sao đấy? Ok anh Dư ơi. Đây anh có thể check thông báo Facebook ạ. Ở đây bỏ vàng này xuất thứ đây rồi. Tự nhiên anh bảo đấy từ hôm qua được cứ vào chửi mình. BS đây thôi. Bầu đây thấy dừng nó đây rồi. Kì góc 9 giờ bạn ơi. Vào đi. Vào đập PA Huy này bạn ơi. Đấy bạn xiên nó đi. Này láo. Vâng, Egypt 12 giờ anh em ạ. Đây là 2 giờ đến xuân thứ rồi. Rồi, kéo đi bạn TM đâu, bắn. Đúng rồi. Xả, hai này bị khóa rồi nhá. Tháp Lai đã ở số là 26 đến xuân thứ rồi. Kết hợp cùng với game thủ anh Huy ở trận đấu này. Bắn, giữ tên kìa, giữ to. Và như vậy là đang muốn khẩn vốn lại là đầu anh em ạ. Và thông tin báo về từ Gunny là bộ 4 bị Gunny xử luôn. Quá đẹp rồi đấy anh em, vũ báo thế này thì quýt. Rồi vào thôi. Vâng, tháp line số là 25. Gỗ bây giờ thì chắc cho sẻ thôi. Ok, em chào chị Yến mẹ bé Sò ở Cẩm Lý nhá. Rồi, và tỷ số là 5-3 dành cho game thủ chúng ta được chưa anh em? Nét luôn, 5-3 luôn. Ok anh em ơi, được chưa? Anh em thấy thế này đã được chưa ạ? Vũ bão chưa ạ? Rồi, em chào chị Yến nhá. Hello chị Yến. Và anh cũng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 9 trong buổi tối ngày hôm nay ngay sau đây thôi. 5-3 rồi. Chào anh Nguyễn Việt Dũng nhá. Ok chưa? Sẻ kinh không ngay, rồi đánh được ai? Bài pơ hòm ham hèm này thì quýt. Đấy cũng trận tiếp theo sau đây thôi. Rồi ra đến với trận đấu này thôi. Alamaz.
Đây là mặt máy của game thủ Gunny ở trận đấu này. Quả đầu đang có 7 cây nhanh tránh luôn. Một thế bài đầu cánh, và cái góc này là cái góc đánh cung rất là đẹp. Sẻ thì đang có một bỏ quả 6 cây. Một bài cầm mấy bilon. À ok anh Đặng Tùng Vi ơi. Đây, em nhắn tin cho anh nhá. Lại phải xin chè vào Nha Trang lần nữa rồi. Ok ok anh ơi. Làm vào bi rồi bài đấu này thôi. Hải ơi có thằng phát lậu kìa. Thực sự là vấn đề phát lậu này bọn em chỉ tính bót được thôi. Như anh em đều thấy thì anh em có về cơ bản bọn em sẽ phát trên ba nền tảng cho anh em. Đầu tiên là trên fanpage chim sẻ, trên kênh YouTube chim sẻ nắng AOE và trên kênh TikTok chim sẻ nước Kiến Minh. Thì đó là những cái kênh chính thức của bọn em, còn tất cả các kênh khác đều là những cái kênh phát lậu hết. Thì anh em xem thì anh em thấy hết đấy, anh em khó được gọi là qua. Anh em rảnh tay thì cho nó cái phiếu chim bót vào đấy nữa. Giờ anh thấy như hôm qua mình bận 1 giờ đêm về, bọn nó chỉ ngồi nhà gây dây, ngồi uống thuốc, uống nước, mình chê mồm ra, xong lại còn thua kẹo nữa thì cày. TikTok là bình luận viên Candy Kiên đấy anh ơi. Rồi đây là máy Yamato của Wizard. Nào đây có gì ông đấu đi. Bài đang đi dò hai con dân thấy mỗi gỗ đầu thôi. À voi à, nè một voi đưa về. Ôi không xem này quay thằng này một voi. Đây là máy con dân đấy, con voi đầu tiên đưa về là Make đây rồi. Bài cầm Make này quá hay rồi. Ôi về lại bọn lâm của anh ơi. Không em phải là sáng mai thì mình phục nhá. Cảm thấy chiều khoảng tối nay bạn. Voi đầu tiên đưa về đây rồi. Thêm vòng đi dò. Bài Max C này cũng đã có hai voi hiệu đầu thứ một đồ rồi. Em đầu chuẩn bị thiết kế được game thủ Xuân Thứ. Về cơ bản thì quân ở trận đấu này chúng ta có những con chém tuyển Max C IA. Có cung AC thì cân với con AC bên phía đối bạn. Nên đối bạn cũng có con chém tuyển Persian. Có lạc đà rất là mạnh ở trong bản đồ này. Chúng ta cần phải hết sức chú ý. Cũng như là tập trung ở trong từng thao tác. Một bài đấu mà chắc chắn là Xuân Thứ sẽ kết hợp cùng Gunny ở đầu cánh rồi. Gunny cầm AC đầu cánh rồi, vì thế khép góc 12 giờ thì anh cũng rất là đẹp. Có thể ui mày quá nó vẫn cắn nhở. Và Gunny bảo vệ bài mobbing được quá anh ơi. Rồi cái bên kia sẻ và Huy sẽ kết hợp cùng với nhau. Chim sẻ nắng thì sẽ là bài đấy cùng trong cánh đi cùng với Huy, hoặc cũng có thể là dâng A lên nếu cần. Nhưng mà nhìn cái thế dừng nhiều như thế này thì mình nghĩ là chẳng không cần đi dâng A. Luôn hôm này về là đẹp luôn rồi đúng không ạ? Và đến với trận đấu này tôi vẫn xin giới thiệu với các bạn về nhà chợ Omino. Một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio để phát triển cộng đồng A Việt Nam. Nhà chợ Omino của tôi là một đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm chăm sóc và tẩy rửa nội thất ô tô. Anh em nào đang muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm của nhà chợ Omino thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hotline 0396942122. Rất mong được anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đây là con voi thứ hai được chim sẻ nắng đưa về đây rồi. Bài hai voi hai hiêu anh em ạ. Hello Hải nhé, mai chủ nhật anh em làm kèo BAD. Mai em đi Vĩnh Phúc anh ơi, em cho anh thắng nhá. À, anh mà gãi bắn BAD này chắc anh bắn nét lắm đây. Anh quá nét. Bài này cũng hơi rộng đấy rồi xài. Có quả phụ đây rồi. Quả phụ cũng xa đấy anh em ạ. Chắc là cái này khả năng cao phải đánh thủ. Nên là chúng ta sẽ xem mặt máy của Xuân Thứ và Gunny ở cánh kia. Bí sức thì sao? Bí sức bài IA này có một voi về bấy nhiêu rất là xa đang bị khai thác đây rồi. Bơ đầu cánh kìa. Bơ dâng lờ à? Đầu cánh là một Egypt hoặc là một AC đấy. Và như vậy pơ trồi pơ xấu à? Ờ thằng này không được biến, thằng này vẫn còn đi vào thứ mà thứ 4 voi đây rồi. Ok trời, đập cụ nó chết tôi. Lắm nhà bạn à, chưa lên đời à? Mọi ngày bạn lên sớm quá. BL à, BM bài đấu sẽ kích chín đến Xuân Thứ. Thôi, ở cái xã hội này thì chỉ có lấy công làm thủ thôi anh em ạ. Bài kinh 924 dân. Lên sớm nhất map. Nét đấy, 955. Được. Anh có tê đẩy luôn nhá. Đấy, bỏ vàng đây này. Thôi anh ạ. Một ván thì em cũng phải tầm 20 chấm thì mới hết bàn được. Anh không một chấm trách nhiệm, chắc anh 2 chấm. Sợ lắm.
Mai thì bọn em sẽ có mặt tại trường Phát Gaming Center có địa chỉ ở 68 Nguyễn Thượng Hiền, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Anh em nào ở gần thì qua giao lưu cùng Chiến Thắng và U98. Anh em của Spark Gaming và Vitamin Hải Phòng sẽ có buổi giao lưu cùng anh em tại trường Phát Gaming Center ở Vĩnh Phúc ngày mai. Thì tầm 8 giờ đến 8 rưỡi sáng mai là bọn em có mặt ở trường Phát Gaming Center rồi. Thì anh em qua giao lưu cùng bọn em cái. Hai vào chọc thứ luôn nhá. Mệt phết đấy. Đây đây đây, vàng nó đây. 7 giờ ăn vàng này là nó biết là nó sẽ mất vàng sớm rồi. Có rất nhiều giờ ăn vàng. May đằng bờ gió lỗi vòi đấy. Đây anh nhìn máy này. Trải qua Vũ nhá. Rồi, giữ dân. Xiên được mỏ vàng đội bạn. Và số thứ cũng đang kể vàng. Bán vàng luôn anh ơi, gặp rồi đấy. Ăn hiệu bạn đấy. À, cho nó đi. Nó chạy kìa, đấy. Quay lại xiên. Một trong gánh nhá. Như vậy cái này là Egypt và Pearl rồi. Ông ăn đi mất tê kìa. Ừ, thứ đang xiên đây rồi, nhưng mà có tê một ra. Rồi, ra xảo đi. Mua sản phẩm Omino kiểu gì Hải ơi à? Ôi giời, anh Trung Ba đâu rồi? Rồi, thêm hiệu, thêm vòi đến xuân thứ nữa rồi. Ở nhà bao nhỏ hết rồi anh em ạ. Nó quay lại tìm anh hay sao anh ơi? Bơ ấy. Rồi. Vậy, vậy, vậy. Ôi, bạn ơi, bạn phải vẩy e quả đấy được cơ. Ôi, nó dịch rồi mà. Cày ghê. Vừa vẩy mong bê hết ra xong. Né. Màu hai đang có một cầu chém đứng thủ này. Chạy về tìm xuân thứ. Xỉu thật đấy. Không nên ra được kìa bạn. Nhưng mà lạc đà đứng đây rồi. Có phết nhờ. Thôi té đi. Đây là máy của Vi Sứt ở cái bên kia. Vi bên này đang chơi màu 3. Màu 3 đang có lạc đà đứng thủ anh em ạ. Đó chính là Quick Cam. Người cầm Summerian đánh lạc đà đầu cánh. Rồi đây là Gunny. Gunny bắt đầu có những đơn vị cung đờ để ra bắn màu 2 đây. Bắn con lạc đà này rồi. Ai có gỗ bơm cho xuân thứ trăm gỗ nhá, màu 6. Ui bơm rồi. Rồi bắn màu 2 rồi, 2 Reaper không bánh xe rồi. Nhúp. Rồi bắn thôi, bắn thôi, bắn thôi, bắn thôi. 3 không bánh xe, nó không lên bánh xe, 2L không bánh xe. Và đây là nãy của nhiệm vụ chim sẻ. Màu 6 xin tí gỗ lẻ nữa anh em ơi. Và sẻ và Huy đang đi cùng nhau. Đây là bắn ruộng rồi nhá. Đấy, em đi lạc đà đấy em ơi. Chơi lạc đà luôn. Chơi được. Có một tạt bên này nhá, một tạt bên này bạn ơi. Vâng, cả bốn đằng sau. Lùi 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 ơi, lùi. Vâng, Huy vẫn đang đứng lại bổ luôn. Cả bốn nữa mà. Tham lai đợt số là 48 dành cho bài đấu này. Baby lon rồi. Thêm vài chiếc ruộng nữa đây, thủ chim sẻ. Và tham lai là 52 đấy, thủ chim sẻ đang kết hợp cùng với Wizard đây rồi. Có 4 sát bên này anh em ơi. Tham lai là 53. Sẻ cẩn thận 2 tạt nhá. Trong cái 1 anh. Lùi đi, lùi đi. Tham 52. Và đây là mặt máy của Xuân Thứ. Đang muốn rùi 2 y luôn. Đây đây, nhìn máy này, quay lại trên này. Vâng, vậy Gunny đang bị đẩy. Hai bắt đầu vào, một đẩy Gunny rồi. Từ từ từ. Vâng, lên cái giáp 2 đây Gunny và đang phải giật quân về. Đợt này bị ốp tơn hơi đau, ui. Cái này hơi yếu nhá. Lùi 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 lên đi. Chở quân về đi. Giữ trong nhà. Một tơn mà màu 2 và màu 1 đang ốp nhà Gunny một tơn. Này là hơi căng đấy, Gunny đang kéo quân về để thủ tơn này. Ở trong nhà đang bị bạn đụng quân đụng xuống, rất nhiều dân đứng chơi. Dưới quân anh ơi. Cả dân ra đảo luôn, nó bị Gunny rồi. Đây là đà cũng như là ngựa giò với chưa đấy bạn. Dưới dân vào bên trong. Hạt lại là số là 57 chứ Gunny.
Đây, cung R và lạc đà màu 2. Ok, đâm gì bạn ơi, vẫn lòng hoàn thủ nhà đấy. Đấy, cái kia cố lên đây, cái này đang cân cân thôi. Bạn đi vừa bị bạn thủ trưởng hơi đau. Cả 1, cả 2 đang rất đông quân lao vào. Bạn này máy của thủ chim sẻ với tham lai là 78, 79. Ra thêm ruộng, baby lọt. Rất nhiều cung R. Huy đang xin chăm gỗ lên đào vàng và lạc đà của... À xin lỗi, là chém của Huy sức là rất đông. Đốt L đi, chém luôn đi em ơi. 3 L đến từ anh Huy rồi, lên chém 4. Ai có gỗ cho M7 chăm gỗ tăng cái L3, à L4 cái. Thằng 4 nhà sẻ ơi, thằng 4 nhà sẻ. Không có vàng đâu bạn ơi. Ờ thế nuôi được. Không. Không có vàng rồi, thứ thì đang xin vàng thì chắc chắn là không ai có vàng ở găm kia. Đấy, đang áp được vòng 1 rồi anh em nhá. Anh thủ nhà chưa? Ok, cơ cấu lại đi. Cái bỏ đá hở đấy, chốt được em vào đi anh ơi. Con sẻ 83 đời số là 84. Rồi lùi đi, tôi lùi tôi đi ơi. Đợi tí sẻ nâng đào vàng đây, tí bơm vàng cho anh em. Bơm nhau 6 đi. Đã soi tham dân 53 dân đấy, tham mình vẫn đang đè, tôi cứ bình tĩnh thôi anh em ơi. Ôm chết thằng 1 là xong rồi. Ừ, bơm thứ cho nó thứ rùi đi. Xong thì xẻ lên 4 luận được. Đấy, hai nhà chính ăn vàng đây rồi. Và 1-4 đi qua thì là sẽ gặp 4 chia sẻ. Đó, tham lai là số là 92 thì chim sẻ rồi. Đây là máy của anh Huy, nhưng nó định cầm Huy rồi đấy. 3-4 đang lên đấy nhá, sẻ đưa quân ra nhà Huy đứng dần đi. Anh cơ cấu lại xong thì anh đẩy lên áp lực thằng 1 nhá. Đúng rồi, ok, chuẩn. Nhắc tí nữa, thằng 2 kìa. Láo. Sẻ đang sang, gắn đi bắt đầu lên 1-1. Ok bạn ơi. Tham lai đầu số là 75 và gắn đi bắt đầu bắn 1-1. Thằng nào vừa đánh tao. Đấy, đang bắn nó đây rồi. À, tham lai là 77 đến từ cái thủ gắn đi. Bên này thì sẽ đang 7 e cùng Huy sức để bắt 1-4. Đến trận này sẽ lên 4. Bên kia 53 dân nhưng còn bị đâm y nữa. Sẻ bơm cho Huy trăm gỗ sẻ ơi. Cho 1-7 trăm gỗ. Rồi lên đi em ơi. Huy lên nó cái đào vàng nữa, tí bơm vàng cái thứ. Ai có thịt nhồi cho sẻ kinh 4 kìa. Đây Xuân Thứ đang đâm mặt trước rồi. Đâm cả mặt sau luôn. Đấy, bê anh Hương ơi. Bê dễ hơn. Đây bạn cứ xỉu đi. Rồi, mặt BB kìa. Em lấy gắn đi. Đây, đơn này thì dãy nảy lên màu 2 hết vẹo rồi. Dãy nảy vào kìa bạn, BB thủng kìa. Thủng rồi, BB thủng rồi bạn vào đi. Ok luôn. Nó bò hai nhà cứng luôn rồi bắn dân luôn đi kìa. Qua nét rồi anh em. Trận này 1-1 lên 4 kiểu gì. 1-1 thì Egypt không chuyển cung A này. Y nó rùi cho sẻ kích 4 rồi. Lấy hot bắn 1-4 xong bắn nốt 1-1 là xong. Tỷ số sẽ là 6-3 luôn, được chưa anh em. Thằng 4 sang đây rồi em ơi. Cái kia lên đi, thằng 4 sang bên này thủ rồi. Anh em đẩy 1-4 đi. Sẻ đã bắt đầu cơ cấu rất nhiều cơ sở mình và kích 4 rồi. Lại cũng chờ đợi một tên đánh hot tới từ chim sẻ và tăng A thôi. Đó, đây là máy của game thủ Gunny. Và màu 2 lọ mọ. Bây giờ chuyển thì quá muộn rồi. Chuyển A tầm này thì quýt rồi. 6-3 là tin chuẩn rồi, anh Vũ Linh ấy chuẩn luôn đấy. Sắp dãy nảy hết với nhau rồi. Rồi bắn 1-1 đây thôi, cứ đảo đấy, thoải mái đấy. Mau 2 vào đây. Chưa nghe gì đào vàng lên 4 cụ. Cho nó vui vẻ mát mẻ cuộc đời đấy, đánh hot AC cho sướng. Đánh gì mà cung R này nữa. Đừng đào vàng lên đây anh Giai ơi. Rất nhiều ruộng đấy được gắn đi rồi. Sẻ thôi, ra xem sẻ thi đấu ở trận đấu này với một thế bà đời 4. Có map rồi, map lâu rồi. Đợi lửa bắn chặn này lên. Sánh với Tuấn Cảnh nhá, lễ hội mấy anh em Thiên Khôi luôn. DM nói gì thì nói, xem team sẻ vẫn cứ hay và cảm xúc cả. Ace chính. Bắt đầu cơ cấu đi ăn vàng nhiều hơn thôi, càng đánh càng đè thôi. Sẻ đẩy 1-4 đã xong rồi, 1 này là đang chuyển A thì đẩy 1-4 đấy. Thằng 2 không có gì rồi, biết rồi mà tỷ số là 6-3 chúng ta anh em ơi, không cửa thua. Nó còn xiên bẩn đấy, cẩn thận. Đây là xe của chim sẻ rồi, trong cánh rồi. Dâng rồi đấy, làm vòng đi dò. Kết thúc đội bạn với tỷ số là 7-3, anh em có cảm thấy hợp lý không ạ?
Em thấy ok chưa nhỉ? Nhưng mà nãy giờ tôi chưa thấy trận nào để nốt highlight em ạ. Buồn thế. Chào anh Trần Minh Tuấn nhá. Làm bằng đi dò thôi, hello anh em. Quả đầu đây rồi. Một quả đầu đấy, chim sẻ 7 cây. Không voi không hiêu. Bên kia chắc muốn đi ngủ sớm à. Ừ, chắc là cũng vậy anh ạ. Quả đầu 7. Ui, nó lại xỉa đều anh ấy anh ơi. Đây là phạt. Ba cái mỏ quả cạnh nhà chính nó bảo tìm mỏ quả khéo anh em. Do kiểu gì chả đâm ra đây. Vậy e đây chắc chắn là một dân vuốt lên 12 giờ là đi qua mỏ quả đấy rồi. Làm vòng đi dò thôi. Đây là máy của anh Giai. Anh Giai quả đầu hơi xấu đây. Ý Yamato nhưng có voi rồi. Làm vòng đi dò đây rồi. Để chế động viên đấy. Vậy hiểu rồi. Nhanh để em Thứ còn về live à. Thứ sắp tới xong kèo đi đón anh nào anh ạ. Không biết có live nữa không. Về sớm mới live được anh ạ. Về muộn thì chưa biết. Đâu anh Nguyễn anh hỏi. Thấy con voi đưa về. Bài hiệu đầu hai voi thì một đồ nó gắn đi thôi. Bài đầu cánh của cái chim sẻ này vụ bão luôn. Bạn cụ nó hỏi yêu đầu đâu này chết dở. Mắc nhá. Bốn voi cái mát mẻ cuộc đời nè. Yêu đóng hết ăn được đấy. Bốn voi về đây rồi. Sẻ rất nga. Sao chị Thủy Phạm nhá. Thôi câu mấy voi này về thôi. Anh ăn đi đâu. Một pha câu hai voi. Đấy cũng xem là câu hai voi này thành công hay không nha. Rồi. Con voi kia phi trượt rồi không thành công rồi. Bất kinh vậy ơi, thua trước hai trận cho đội bạn gọi là có tí động lực thôi. Hòa ba đều, thắng bốn trận thông là xong rồi anh. Mấy anh em tìm phôi, dạo này đánh được gì? Quýt. Đánh kèo suốt ngày cao su là không ngừng rồi. Đúng không ạ? Chuẩn chỉ. Bọn em ơi, lúc nào đến kèo nghiên thủ Bình Nguyên phải đến trước 30 phút. Nào đến muộn phạt. Phạt luôn, chấm công đàng hoàng luôn. Bậc thầy đọc đối thủ như sách rồi. Con voi này về thôi. Như vậy là Gunny báo về, à xin lỗi là Thứ báo về thiếu một đồ thôi. Bài Gunny mắc rồi. Mỗi khi là không ăn hiệu đầu. Voi quả phụ đến từ cái thủ Gunny với bài nhưng mà tổ này. Đủ cảnh, BE đã thiết kế và chuẩn bị đóng S đầu. Đây là S đầu. Bản off thì anh có thể tải Gplay hoặc là Ego Play thì ở trong sẵn, trong cái ứng dụng đấy nó có sẵn cái, nó tích hợp với cái bản AOE off rồi anh ạ. Ba đủ cảnh nha, ngay sát vào luôn này. 7 giờ luôn. Và phủ đây rồi, lên ăn bóng quả luôn. Em trai vô địch sinh viên tại đây không thấy đâu à. Em trai, em trai vô địch sinh viên giao lưu với đại sư. Bị đại sư giã cho 8-0, trột bố nó rồi. Rồi ăn chanh bỏ 3 nhá. Ăn chanh bỏ 3 đấy. Bơ, quý cam ớ. À thầu chứ. Thầu là bài đấu được cầm của Tia. Hay Tia đầu cánh này rồi. Đây là máy của game thủ anh Huy xem nào. Huy cầm 3 quả phụ đây, hiêu đây rồi. Đây là máy của game thủ số Thứ bắt đầu đi dâng rồi. Dâng sâu bên trong rồi. Voi hiêu quả phụ kinh đời 7 mục đích. Tia đầu cánh sẻ ơi. Đi tìm lại. Bởi vì có đây, à, ăn mất rồi à? Đây, hiêu đây. Voi đang ăn hiêu rồi. Voi giật tạm về đồng đội tham ăn mất tới vị trí không biết làm sao bạn. Cuộc sống này. Đấy, ông sẻ thì voi thì quả thì không ăn, xong thì đi ăn quả bên đồng đội cày. Quả phụ voi đây, ngay sau bông nhà đây. Chắc chắn là phải ăn rồi. Ờ, để cái tên mấy bây hiêu này nữa thôi. Ơi, nhiều thao tay đấy bạn. Cẩn thận. Rồi, làm chiếc BN nữa. Rồi, đến với mắt máy của game thủ chim sẻ để xem sẻ đi dâng nhá. À, xem Thứ câu đôi vòi này đã. À, thế thì nó đâu cánh đấy. Thấy chưa, tôi đã bảo bạn rồi, bạn điều thao tác này thì là giống Gunny chịu gì ở trên dân. L. Rồi, con voi này thôi. Vâng, Gunny báo về kích 9 thôi. Ừ, thằng Nha đấy giải quyết sau, thằng đánh cung đấy giải quyết sau cũng được. Đây là sẻ. Tốt lắm em trai à? Ok anh. Bạn em đánh top top nhiều, anh thông cảm. Papadakis.
Papadakis. Papadakis. Rồi bắt đầu đi tìm nhà trong cái thủ chim sẻ đây rồi. Được bình luận nữa để tao nghe tiếng game thôi được không? Thế thì anh mở tiếng game ở máy của anh được không anh? Không thì anh cầm mấy cũng rồi, cho nó bắn nhau máy thế là có tiếng game luôn anh. Bây giờ anh bảo cả 10.000 anh em nghe bình luận nữa để phục vụ mỗi anh. Nhờ anh thì làm bố em à? Không được. Bò bế nhà cửa mình nhấn thêm thủ chim sẻ đây rồi, bốn chóc cánh ơi. Hai có một băng hình Roma. Rồi làm tạm mấy dân đội bạn đã. Đường máy xe đấy đang bắn đấy. Bắn thằng 4 trước luôn. Thằng Ia tí quay lại sật luôn. Ai cũng thịt bơm hy sức kìa. Thứ là sẻ bơm luôn. Một người cho trăm. Ok. Ê nhá. Chạy anh ơi, nó đến rồi. Thêm lỗ 10 thêm tiền. Cụ bắn vì ơi à thì bị bôi ra đây mặt rồi. Cánh kia là Permac, cánh này là Zomia. Ia đánh thẳng cung A đầu cánh luôn. Và Gani đang tụ chém trước cửa nhà Yamato đợi xẻ. Ừ. Mình có vội đâu. Tham bài là 25 đến đối thủ Gani. 4 mất giò rồi. Rồi màu 2 bị chơi rồi. Màu 2 ở tận 2 giờ cơ. Đâm cả Y đến từ Zapper này. Màu quả sau màu nhà sẻ đây này. Màu 6 xin gỗ lẻ anh em ơi. Gỗ lẻ thôi. Không ai bơm rồi. Rồi không cần nữa nhá. Tự đổ. Vâng như vậy là Gani gọi sẻ quay lại rồi. Ui đây 1-1 không bánh xe Maxe đây rồi. Maxe này dễ nảy lên rồi đấy. Đây, vào anh ơi. Chưa thấy gì. Đấy, bắn đây là xong rồi. Bắn dân, bắn cung G, cung A đội bạn là bắn dân thôi. Có hai cái cung 3, cung cái gì, kiểm bàn thầu này, dễ nhảy, chém đi anh ơi. Cũng đỡ đâu, 4A đều này. 4 sau một con sọc đơn, không có vàng này, vào đây hộ cái, cung G có giáp. Dân voi chạy, trẻ ơi, dân voi. Rồi, chạy rồi. 4 về, bảo về đông rồi anh. Đang bắn. Ba đâu nhận đồ bơm đấy. Không ma hai áo ra này. Thêm một tơn nữa lên chim sẻ. Và đội bạn cứ mang dần ra chúng ta thật như thế này thì nhạt. Núp. Bốn A siêu đều ăn hoang thế thôi. Quýt. Kết thúc nào anh em ơi. Một tình huống ôm quân của chim sẻ nắng và Gani vào nhà của tiểu bàn thầu. Người đánh cung A Yamato đầu cánh ở trận đấu này. Trong nông dân thầu nằm xuống là rất nhiều. Cung A nằm xuống. Những cái BE đang cháy mang hết toàn bộ dân ra sửa đến từ tiểu bàn thầu. Định làm cho gì đây? Em không đánh nông dân nữa à? Vào anh ơi. Tham lai 40 tới từ cái thủ chim sẻ đang bị bỏ một quả một tơn. Đó là những con chém Maxe nó đuổi rất gian. Và Gani bắt đầu lọt vào bên trong. Màu 4 và màu 1 đang quản chim sẻ nhưng không cửa nữa rồi. Và tỷ số nhất định là 7-3 dành cho game thủ đấy từ Spiker Gaming trong buổi tối ngày hôm nay. Siêu chưa anh em? 7-3 là tỷ số chung cuộc dành cho game thủ chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Và sao lại voi ở đây nữa? Bạn trời ơi. Vâng, sân thứ công voi bên nhà sẻ về thì ở nhà lại còn đôi voi để dành nữa thế này. 7-3 đó là tỷ số chung cuộc của game thủ chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và kiểu chúng ta sẽ chính thức khép lại tại đây. Hẹn gặp lại anh em vào buổi sáng ngày mai tại Trường Phát Gaming Center. Có địa chỉ ở 68 Nguyễn Dương Hiền, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ngày mai sẽ giao lưu với anh em Vĩnh Phúc nha. Còn bây giờ, buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khép lại tại đây. Một lần nữa, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý khán giả và bạn. Và trước khi khép lại buổi livestream ngày hôm nay, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà trợ Omino đã tin tưởng và đồng hành cùng chim sẻ nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Cảm ơn Nam Hương đã gửi sẻ 10 sao ạ. Chúc anh em buổi tối ngủ ngon. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây.